Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, cũng như là quý vị doanh nhân, cũng như là quý vị công chức. Thì hôm nay chúng ta khai giảng cái khóa tu thiền tập. Chủ đề của mình là thiền và sức khỏe, hướng dẫn do Đại Đức Thích Trí Huệ hướng dẫn. Và những cái nhân duyên á, là thầy dạy cái lớp giáo lý tại chùa Hưng Phước. Thì lớp giáo lý đó có 4 cái lớp giáo lý tại chùa Hưng Phước. Trong khi đó có một số người á, ta không có học lớp giáo lý được. Hoặc giả là ở tại chùa Pháp Tạng thì hàng tháng có cái lớp thiền tập. Nhưng mà là cũng không có xa quá. Với hơn nữa có một số người bận đi làm việc đó, nên ta không có đi học được. Và cũng có một cái số người đi học rồi theo không kịp, muốn đi để mà chúng ta ôn lại, thực tập lại cái khóa tu thiền tập. Thì hôm nay á, chúng ta khai giảng cái khóa thiền tập. Trước hết á, thì xin nói lên cái quy định với quý vị một chút xíu. Cái quý vị nào á muốn chúng ta cái khóa này á, là chúng ta khóa tu thiền tập, thì cái vị nào mà chúng ta nói chung á là mình học để mình tu, mà tu để đi đến thánh quả, có nghĩa là cái cuộc đời của mình lập ra do cái tương lai là mình tu, mình hướng đến cái thánh quả. Tu nó có hai phần, một là tu thiện pháp. Thiện pháp, thiện pháp có nghĩa là cái quả báo của pháp thiện, mình sẽ lên cái cảnh giới cao hơn. Còn tu thánh quả có nghĩa là tu giải thoát. Tu giải thoát, nên quý vị nào á mà hướng tâm đến tu giải thoát thì chúng ta hãy tham dự cái lớp này. Còn không á thì thầy sẽ có lớp tu thiện pháp cho quý vị nha. Chứ nếu mà cái người mà chúng ta không có cái tâm để mà tiến đến cảnh giới tu giải thoát á, thì học cái lớp này học gì sao đeo không nổi đâu. Nghĩa là tại vì chúng ta học á, cái thiền tập này không phải là một cái môn, một tông phái thiền nào cả, mà đây là những lời Đức Phật dạy ở tại thế gian. Lời Phật dạy ở tại thế gian này luôn. Tại thế gian. Và có rất là nhiều người tu đắc quả thánh. Lúc Đức Phật dạy ở tại thế gian á, thì mình chưa có phân phái, do đó không có dòng thiền nào cả. Mà học cái phương pháp, một cái cách thức tu tập để chúng ta có thể giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì? Cái thứ nhất đau khổ, cái thứ hai là sanh tử. Tức là giải thoát hai cái này nè. Tại sao á giải thoát khỏi đau khổ? Tại vì con người ta sống, mình sống ở đây có nhiều cái đau khổ lắm. Khi mà chúng ta học về cái khổ quẩn á, chúng ta sẽ thấy được là này. Chúng ta học về khổ quẩn, chúng ta sẽ thấy được cái này. Nên đây khi thoát khỏi đau khổ. Và cái thứ hai nữa, thoát khỏi sanh tử. Tại đau khổ là do sanh tử. Đau khổ là do mình già, mình bệnh, mình chết và áp lực của cuộc sống. Mà cái gì? Cái thân mình bị già, bị chết, bị áp lực cuộc sống. Do đó mà có thân nó mới có đau khổ. Và tại sao lại có thân? Tại vì chúng ta sanh ra mới có thân. Như vậy muốn hết đau khổ thì đừng bao giờ có thân. Và muốn không có thân thì đừng bao giờ sanh tử. Như vậy thì muốn không sanh tử thì mình phải tìm cái nguyên nhân của sanh tử. Tìm nguyên nhân của sanh tử. Và chúng ta đoạn tận cái nguyên nhân đó thì người ta chấm dứt sanh tử. Mà cái nơi đoạn tận nguyên nhân của sanh tử đó được gọi là Niết Bàn. Niết Bàn. Nên cái khóa thiền tập chúng ta là hướng đến cái này nè. Hướng đến sự giải thoát. Giải thoát cái nguyên nhân làm cho chúng ta đi sanh tử. Mà sanh tử á, thì lại bị đau khổ trong cái già, cái bệnh, cái chết và áp lực của cuộc sống. Như vậy thì cái lớp mình học vào tối thứ hai hàng tuần 6:30. Tối thứ hai học độ khoảng 2 tiếng hoặc hơn. Tùy. Thường thầy dạy những cái lớp thiền tập này nè, thầy dạy một lần khoảng chừng 6 tiếng. Hoặc giả là dạy 8 tiếng.
vân vân. Nhưng mà mình ở đây thì mình dạy cỡ 2 tiếng, nhưng mà tuần nào mình cũng học một tháng ta học một lần. Còn mình á, tuần nào cũng học, nhưng mà học thì về nhà quý vị phải thực tập. Về nhà quý vị thực tập. Khi chúng ta học, thực tập được rồi đó, chúng ta thấy thích lắm, chúng ta thấy ham học cái dòng thiền này. Dòng thiền này là chúng ta học qua cái bữa nay ngày mấy vậy? Ngày 8 tháng 1 năm 2018. Thiền tập. Thiền tập lần 1. Chúng ta học dòng thiền minh sát tuệ. Minh sát tuệ. Gọi là Vipassana. Chúng ta học cái dòng thiền này. Cái dòng thiền này là cái dòng thiền dùng trí tuệ để chúng ta tầm sát nguyên nhân của sanh tử luân hồi và dùng trí tuệ để đoạn diệt sanh tử luân hồi. Chúng ta học vào mỗi buổi tối thứ hai. Và ở đây chúng ta học có 3 cái phần. Học cái thứ nhất á, phần học thứ nhất á, là học pháp. Phần thứ nhất là học pháp. Phần thứ hai là phần hành pháp. Phần thứ ba là phần thiền định. Như vậy thì xoay quanh cái lớp học chúng ta là một người mà học để cho thông thạo. Thông thạo từ cái học pháp cho đến hành pháp ở trong cuộc sống. Và chúng ta thiền định thì mất độ khoảng, nếu đi học đều á thì có nghỉ sơ sơ á thì mất khoảng 3 năm, tức là lớp mình nghỉ á, còn mà không ấy thì mất khoảng 2 năm. Thì chúng ta sẽ học hết, là thông thạo hết tất cả các pháp, giàu ra ngược xuôi trong thiền định luôn á. Nghĩa là mình nói chung là mình sống trong pháp và luật của Phật, sống trong pháp và luật, pháp và luật Phật. Những điều này ở tại thế gian Đức Phật ít khi giảng cho cư sĩ, mà thường giảng cho người xuất gia. Tại vì cư sĩ vào thời Đức Phật á, là họ ít có khi mà biết chữ, tại thời Đức Phật không có chữ. Do đó mà khi giảng dạy nhiều, học pháp nhiều á, người ta sẽ không có hiểu hết đâu. Do đó Đức Phật chỉ dạy đúng cái phần nào mà ta thực tập thôi, để cho người ta đem về người ta thực tập thôi. Còn mình bây giờ á, là thứ nhất mình học nhiều lớp giáo lý, thứ hai mình nghe băng đĩa nhiều, thứ ba mình có trình độ học vấn thì mới đi vào cái pháp này được, còn không thì chúng ta không có đi vào được. Do đó mà cái thứ nhất là nhắc nhở quý vị, người nào hoặc là hành giả nào chúng ta muốn tu đến cái con đường giải thoát thì chúng ta sẽ học cái khóa này, còn bằng không chúng ta sẽ đi qua cái khóa khác nha. Để thôi, để giữa đường cái mình bỏ, đeo theo không nổi đâu. Mình bỏ. Nhưng thực ra nó không phải là khó. Chỉ người nào có muốn đi đến cái giác ngộ giải thoát thôi là được. Với cái thứ hai nữa thì ở đây là cái lớp yoga. Do đó mà tại vì chúng ta không có cái mặt bằng rộng đó, chứ có mặt bằng rộng thì cái nhân viên yoga sẽ chỉ cho mình một vài thế yoga để mình tập, để hỗ trợ cho thiền định. Và thầy sẽ chỉ cho quý vị về khí công để hỗ trợ thiền định, khí công. Song song trong các cái buổi học á, thầy sẽ chỉ lần lần. Thứ nhất á, là khí công để hỗ trợ thiền định. Thứ hai á, là yoga để hỗ trợ thiền định. Cái thứ ba nữa á, là diện chẩn. Thầy chỉ quý vị diện chẩn để hỗ trợ thiền định. Diện chẩn là gì? Nghĩa là trị bệnh không có dùng thuốc á, tức là người ta dùng nguyệt để bấm á. Như vậy thì cái lớp mình hỗ trợ thiền định thì người ta có 3 cái, một khí công, 2 yoga, thứ ba nữa là diện chẩn. Nhưng cái này á, là phụ thôi, cái tu á, mới là chính, còn cái phần này là phần phụ. Thì cái tổ chức của lớp mình á, thì bây giờ tạm thời nha, tạm thời có 2 cái vị mà thầy phân công để quản lý cái lớp mình, một lớp trưởng và một cái lớp phó. Như vậy thì lớp trưởng thì tạm thời thôi. Thì phân công là cô Huệ Minh. Huệ Minh đứng lên cho mọi người thấy đi. Và
có gì sẽ liên hệ, kể cả số điện thoại, số điện thoại máy gì, số điện thoại mà số điện thoại public á, 0949891109 98. À, đây là Huệ Minh. Cái Huệ Minh đây là giám đốc công ty Việt Thái về bóng đèn điện quang, công ty nổi tiếng. Rồi thứ hai nữa là lớp phó, cái này thầy chỉ định nha, rồi mai mốt mà ai có muốn góp ý gì để thay đổi thì để thay đổi, là cô Huệ Phước Linh. Đâu rồi, đứng lên thầy đi. Cái này thầy chỉ định trước để làm việc đi, rồi từ từ mình điều chỉnh sau. Đây. Ai mà có bệnh mua thuốc tây rồi đó, đi qua đây là trung tâm thuốc tây ở trước một nguyên cái dãy trường y á, đại học ở Dược đó, là đó đó. Đi qua đó mua thuốc tây là gặp. Hả? Số điện thoại hả? Có số điện thoại public không? Có số điện thoại public không? Có số 1 hả? Có cho được không? Rồi được, số mấy? 09 333 93 88. Số điện thoại này tiền không á. Đội này là tài phát, là phát tài đó, thấy không? Này là Huệ Phước Linh lớp phó. Nên chúng ta có bệnh thì qua đó mua thuốc uống, còn chúng ta mà muốn sáng sủa là lại bóng đèn. Đại loại vậy thôi. Nên nói cho vui thôi, chứ tất cả đều là Phật tử của chùa Ân Phước và chùa Pháp Tạng. Chùa Ân Phước á là sư phụ của thầy, chùa Pháp Tạng là chùa của thầy, thì tất cả là Phật tử chung vậy đó. Nên ta có gì ta liên hệ ha. Quý vị ráng chịu ngồi nóng chút xíu, nhưng mà mình á thì đừng có chống lại nóng, kệ nó đi. Hồi ra nhầm khi về mình hết cảm sao? Nên á cái này chắc là nhà hàng phải chuẩn bị mới khăn giấy à. Để thôi, nhầm khi có nực quá thì lau khăn giấy. Như vậy thì chúng ta rõ cái cơ cấu lớp của mình thì tạm thời liên hệ với hai cái vị này. Có gì thì chúng ta liên hệ. Giờ học mỗi tối thứ hai, có gì thầy sẽ báo trước. Về nắm danh sách đó, thì Huệ Minh nắm giùm. Và có cả email và điện thoại. Nếu có nghỉ hoặc thay đổi cái gì đó thì ta nhắn cái một là được. Quý vị nào học chính thức á, thì đăng ký. Còn chúng ta học dự thính á, thì thôi. Còn ai học mà, nếu là mình quyết định học đó, bữa nay cũng không cần đăng ký, bữa nay đâu, bữa sau cũng được, không sao cả. Quyết định học á, thì chúng ta hãy đăng ký nha. Như vậy thì cái dòng thiền tập này á, quý vị gọi là thiền minh sát tuệ. Nhưng mà cái mì thiền Vipassana, chữ Vi là gì? Chữ Vi có nghĩa là biết. Chữ Vi có nghĩa là biết. Passana là rõ, biết rõ ràng. Biết rõ ràng, chữ Vi này nè, là hữu vi hoặc là vô vi. Thì cái chữ Vi này á, là tiếng Phạn. Chữ Vi là tiếng Phạn. Còn chứ không phải là chữ Vi này là tiếng Hán. Chữ Vi tiếng Hán là chữ Vi là nhỏ. Còn chữ Vi tiếng Hạn, Phạn hoặc tiếng Bali này nè, là này là biết. Như vậy thì biết rõ. Còn hữu vi là gì? Hữu vi á là biết được. Còn mà vô vi á là không thể biết được bằng sáu căn. Nếu cái gì chúng ta biết được bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý thì cái đây là hữu vi, là có thể nhận biết, biết được, nhận biết được bằng sáu căn. Còn này không nhận biết được bằng sáu căn, nhận biết được bằng sáu căn thì gọi là vô vi. Cái chữ vi này là tiếng Pali, tiếng Phạn chứ không phải là cái tiếng Hán. Nên thường thường á, mình đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Phật định nghĩa Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Vô vi là Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn không thể nhận biết bằng sáu căn mình. Nên người nào mà cố gắng mà dùng cái thức mình, dùng cái tưởng mình để chúng ta nhận biết Niết Bàn thì không bao giờ nhận biết được Niết Bàn là cái gì đâu. Do đó mà ở trong kinh á, ai hỏi tới Niết Bàn, Đức Phật thường hay nói là các ông đã đi quá xa rồi. Có nghĩa là không giải thích. Tại vì giải thích cách mấy đi nữa thì người ta vẫn không hiểu. Tại vì bao giờ chúng ta cũng dùng trí phàm, tức là dùng tưởng, dùng hành, dùng thức, dùng cảm thọ để hiểu về nó.
Như vậy thì hiểu sai về Niết Bàn nên Đức Phật không giải thích. Tại vì không thể nhận biết được bằng sáu căn mà con người chúng ta nhận biết bằng sáu căn. Do đó chúng ta bị tiêu cái chỗ này. Nên có những cái mà không thể nghĩ bàn, có nghĩa là không nhận biết bằng sáu căn, nên không thể nghĩ tới và không thể bàn tới, chỉ có tin mà thôi. Có những cái như vậy đó. Ví dụ Tây Phương Cực Lạc đi. Nên nói Tây Phương Cực Lạc là cái nơi không thể nghĩ bàn, có nghĩa là không thể dùng sáu căn của mình để nghĩ tới, để bàn tới Tây Phương Cực Lạc là gì. Nên ai càng nghĩ càng bàn tới Tây Phương Cực Lạc là càng sai. Tại vì nơi đó không phải là do sáu căn của mình có thể nghĩ bàn. Như vậy thiền Vipassana, tức là thiền minh sát tệ, đây là cái dòng thiền như thế nào? Thường thì chúng ta có là cái thiền thì có nhiều cái chữ định nghĩa khác nhau. Ví dụ như thiền Jhana của Nhật Bản, rồi thiền Zen chẳng hạn, rồi thiền chỉ, thiền quán, rồi thiền định, vân vân. Nhưng mà cái chữ thiền này chúng ta không phải là thiền chỉ, không phải là thiền quán, cũng không phải là thiền định, cũng không phải là thiền Zen, cũng không phải là Jhana, là thiền để mài tầm cầm tìm để mà biết rõ vân vân tất cả các pháp. Nhưng mà ở đây cái chữ thiền tập này nè là một cái quá trình tu, cái quá trình tu từ một cái tâm mê mà chuyển sang tâm thánh. Thì nguyên một cái quá trình tu tập này nè thì được gọi là thiền tập nha, thiền tập. Nên nó không thuộc bất kỳ một dòng thiền nào cả, quý vị hiểu này. Chứ đây nói là thiền Vipassana minh sát tệ, thực ra cái thiền minh sát tệ là cái thiền biết rõ nhưng cũng chưa phản ánh được tất cả. Nhưng mà bây giờ người ta gọi đó thì mình tạm gọi theo thôi. Chứ cái minh sát tệ này tức là biết rõ tất cả các pháp, vẫn chưa phản ánh được cái nguyên cái dòng thiền mà Đức Phật dạy hồi xưa vào thời Đức Phật. Nên cái thiền vào thời Đức Phật ta gọi là thiền nguyên thủy. Mà thiền nguyên thủy thì lại là liên quan tới Phật giáo nguyên thủy. Hiểu không? Do đó mà cũng phải nữa. Nên thiền này nếu gọi mà đúng tên gọi là thiền sơ khai. Thiền sơ khai. Thiền sơ khai nghĩa là gì? Là đầu tiên Đức Phật dạy tại thế gian này luôn đó. Cũng không phải là Phật giáo nguyên thủy, cũng không phải là Phật giáo phát triển, hoặc không phải là các dòng thiền truyền thừa của thiền trên thế giới. Thiền thế giới có nhiều dòng truyền thừa đó, cỡ mấy chục dòng truyền thừa của thiền. Từ một cái ý của Đức Phật dạy, người ta phát triển lên thành nguyên cả cái dòng thiền của, đúng không? Tức là đạo Phật gọi là dòng thiền pháp môn, hoặc là đạo pháp môn, đạo Phật pháp môn. Nghĩa là từ cái ý của Phật mà ta phát triển lên thành một tông phái, từ một thành cái dòng thiền. Còn ở đây là chúng ta học là thiền sơ khai. Sơ khai nghĩa là gì? Là Đức Phật dạy đầu tiên luôn mà chưa có phân chia tông phái nha. Nên cũng không phải là nguyên thủy. Ví dụ như người ta Theravada là nguyên thủy, mà nguyên thủy thì người ta sẽ phân biệt với cái Phật giáo phát triển. Do đó mà mình cũng không thể dùng cái dòng thiền gọi là dòng thiền nguyên thủy, mà ở đây chúng ta sẽ dùng thiền này gọi là thiền sơ khai. Nghĩa là tất cả những điều mà Đức Phật dạy một hành giả có thể tu đắc quả thánh. Thì trong nhà Phật có bốn cái thánh quả mà tất cả con người mình có khả năng đắc được. Có nghĩa là cơ hội con người có khả năng chứng được bốn cái thánh quả này nè. Tức là sơ quả, sơ quả. Sơ quả thì người ta gọi là nhập lưu, nhập lưu, hoặc giả là dự lưu, hoặc là tu đà hoàng. Cái người sơ quả này nè thì tối đa sanh tử 7 kiếp, tối đa maximum sanh tử 7 kiếp. 7 kiếp nữa đắc quả A La Hán, tức đắc quả vô sanh, nhập Niết Bàn. Còn nhị quả thì ta gọi là Nhất Lai. Nhất Lai hoặc là giả là Tư Đà Hàm. Cái quả vị này còn sanh một kiếp cõi trời, một kiếp cõi người. Một kiếp trời, một kiếp người sẽ nhập vào Niết Bàn. Tam quả gọi là Bất Lai. Thì vị này không còn sanh thế gian, mà vị này sanh một kiếp ở cõi trời Tịnh Cư Thiên. Kiếp cõi trời
Tịnh Cư Thiên. Và quả vị thứ tư á, là tứ quả. Tứ quả gọi là vô sanh. Vô sanh thường gọi là A-la-hán. A-la-hán. Quả vị này là quả vị khi còn cái thân này thì gọi là hữu dư niết bàn. Hữu dư niết bàn. Và khi hết một đời sống này rồi, không còn trở lại đời sống này nữa thì gọi là vô dư niết bàn. Một vị đắc quả la hán là vị gì? Vị đắc quả hán trong kinh nói là vị đoạn tận tham sân si. Đoạn tận tham sân và si. Thì người này đã được chứng được cái thánh trí gọi là lậu tận trí. Lậu tận trí. Thì vị này chứng đắc được niết bàn. Nên một cái vị tu tập mà chứng đắc được niết bàn này á, thì vị đó nói rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lại trạng thái này nữa. Nguyên câu văn ở trong kinh điển Pali. Như vậy thì một vị đắc quả la hán á, là một vị xuất gia sống độc cư tu tập mới có khả năng đời này đắc quả la hán. Tại vì các cái quả vị có nghĩa là gì? Không có một cái nơi để mà chúng ta đi vào đó gọi là quả vị số 1, quả vị số 2, quả vị số 3. Mà quả vị này là ví dụ nha, chúng ta có 10, chúng ta có 15 cái tâm. Chúng ta có 15 cái tâm làm cho đau khổ và sanh tử. Như vậy người nào mà đoạn được bao nhiêu cái tâm thì người đó được gọi là các cái quả vị. Với đoạn được 3 cái tâm đầu tiên á, thì người đó đắc được sơ quả. Hiểu không? Đắc được nhị bà quả thì làm mỏng nhạt thêm 2 cái tâm tiếp theo. Đắc được tam quả là đoạn được 5 cái tâm này và 5 cái tâm kia. Đắc được tứ quả đoạn luôn 15 cái tâm. Vậy 15 tâm đó là 15 tâm gì vậy? Thứ nhất á, là 5 hạ phần kiết sử. 5 hạ phần kiết sử. Thứ hai là 5 thượng phần kiết sử. Thứ ba là 5 triền cái. Cái chữ kiết sử là dính mắt. Kiết sử là dính mắt. Kiết sử. Còn triền cái là che tâm. Triền cái là che tâm. Bây giờ mình luôn luôn lúc nào cũng khổ vì vàng. Luôn luôn lúc nào cũng khổ vì ông chồng. Nên á, ông chồng ổng dính mình dính ông chồng. Vàng nó dính mình dính vàng. Hiểu không? Do đó mà có một ngoại đạo nói với Phật là cái ví dụ như mình với vàng thì vàng là kiết sử của mình. Mình là kiết sử của vàng, có phải không? Thì Đức Phật dạy đó là không phải. Mình với vàng không có dính dáng gì nhau, chuyện mình là mình, vàng là vàng. Nhưng mà nói mình dính với vàng dính với mình cũng chẳng dính với vàng cũng chẳng dính với mình. Nhiều chúng ta sanh ra thế gian này thì mọi cái xung quanh thế gian đó chẳng dính dáng gì với ta, và ta cũng chẳng dính dáng bất kỳ một cái gì của thế gian cả. Nên vàng không có kiết sử với mình cũng không kiết sử với vàng. Nhưng mà tại sao vàng nó lên giá xuống giá, cái người bán vàng họ rất là đau khổ, hoặc là mất vàng có vàng họ rất là đau khổ? Có nghĩa là có kiết sử. Vì kiết sử nó không phải là vàng, mà không phải là mình, mà nó có cái cọng dây gọi là dây kiết sử. Bây giờ ví dụ như mình nè, là nhân là mình nè ha, ở đây là vàng nè. Như vậy thì mình với vàng có cọng dây kiết sử này, đây chính là tham. Vì tham nó là kiết sử của vàng với mình. Như vậy thì ông chồng của mình đây nè, ông husband mình ở đây nè, ông chồng nè. Như vậy ông chồng của mình dính với mình cái chỗ tham ái. Tham mà tham ái. Tham á, nó có là tham nè, nó có tham dục, nó có tham dâm, nó có tham của, và nó có tham ái. Nó có bốn cái chữ tham nè. Con người ta, như vậy ta nói chung á là ái dục á. Cái dòng từ kinh gọi là ái dục là bốn cái chữ này nè. Mình phân biệt đó. Tham dục là tham thỏa mãn. Ví dụ mình ăn muốn ngon, nhìn muốn sướng, nghe muốn thỏa mãn, đó là gọi là tham dục.
À, còn tham dâm, tức là mình biết rồi đó, tức là cái khả năng của con người để thỏa mãn. Còn tham của, cái này biết luôn, thích ai đi siêu thị rồi mua đồ quá trời luôn biết đó. Còn tham ái là thương yêu đó, người tình đó, người yêu đó, gọi là tham ái. À, bà con, người con cháu đó, tất cả đó, gọi là tham ái. Như vậy thì chúng ta thấy có 15 cái tâm. Nếu chúng ta đoạn bớt thì chứng được cái quả. Quả gì đó gọi là quả gì chứng, có nghĩa là gì đó. Chúng ta đoạn cái tâm gì? Tâm kiết sử là tâm cột chặt. Nên Đức Phật dạy con bò trắng, con bò đen. Con bò đen nó không kiết sử bởi con bò trắng, con bò trắng cũng không kiết sử bởi con bò đen. Tức là không con nào dính mắc con nào cả. Khi sanh ra hai con là hai người mẹ sanh ra. Nhưng mà nếu chúng ta cột vào nó một cọng dây thì con này đi nó kéo theo con kia, con kia đi nó kéo theo con nọ. Vì kiết sử là cọng dây chứ không phải là con bò, hiểu không? Như vậy thì cái người mà muốn đoạn tận kiết sử này, ta chỉ cần đoạn tận cái cọng dây này thôi. Như vậy thì mình sống trong cuộc đời này, chúng ta bị kiết sử. Đây nè, năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử. Chúng ta chỉ cắt những cái cọng dây mà nó liên hệ giữa mình với cuộc đời. Nếu chúng ta còn cọng dây này thì chúng ta sẽ sanh tiếp ra cuộc đời. Tại cuộc đời nó kéo mình đi sanh tiếp. Cuộc đời nó ở đâu có cuộc đời thì đâu có mình. Mà trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì nó có cuộc đời. Thì có cuộc đời tất nhiên là mình sẽ có mình ở đó, mình còn sanh tử đó. Chừng nào đoạn tận cọng dây này thì không ai kéo mình nữa. Còn cọng dây này là còn cái kéo. Mà tại sao mình lại giải khờ cho người ta cột mình kéo đi vậy? Tại mình không thấy, nó muốn kéo đâu kéo, nó cột đâu cột à. Tại vì mình không thấy. Không thấy đó thì gọi là triền cái. Che mắt rồi, che đây không thấy. Nó muốn cột chỗ nào nó cột, nó muốn kéo chỗ nào kéo à. Mình không thấy đường thì ai cũng dẫn đi đâu dẫn chứ. Hiểu không? Như vậy được gọi là vô minh. Hiểu không? Được gọi là vô minh. Như vậy thì một người từ cái kiết sử triền cái của tâm này nè, qua một cái quá trình tu tập, mà qua quá trình tu tập gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là học pháp, phần thứ hai là hành pháp, phần thứ ba là thiền định. Thì ba cái phần đó nó sẽ cắt cái dây kiết sử triền cái lần lần. Hiểu không? Bây giờ cái mà mục tiêu mình đưa ra đó, ở đây có ai học marketing không? Như vậy chúng ta có cái mục tiêu và nguồn lực. Nguồn lực. Như vậy nếu mình đưa ra mục tiêu mà nguồn lực mình không tới thì không đạt được mục tiêu này. Ai học marketing không? Như vậy thì bây giờ mình đặt ra mục tiêu quá cao, nguồn lực mình quá thấp thì cả đời không bao giờ đạt được đến đâu. Như vậy Đức Phật dạy nguồn lực của con người. Nguồn lực con người nha, có khả năng đắc tứ quả. Bốn quả vị này con người có đủ nguồn lực để đắc. Và chư thiên, người và chư thiên. Tất nhiên là cỡ hai cảnh giới thôi, người và chư thiên có khả năng, có nguồn lực chứng được bốn cái quả vị này. Còn ngoài con người và chư thiên ra không có khả năng, không có nguồn lực này. Như vậy thì muốn có nguồn lực này phải chuyển qua thân người và thân chư thiên. Mà muốn chuyển thân người, thân chư thiên thì tất cả các loài đó phải làm thiện nghiệp mới chuyển qua thân người, thân chư thiên được. Nhưng mà chúng ta đang ở thân người nè, là chúng ta có khả năng chứng được bốn cái quả vị này. Mà chúng ta không tu tập để đi đến chứng quả vị này thì nó rất là uổng, gọi là phí phạm. Con người mình á, cái não mình á, chỉ xài có 2% tới 5% thôi. Cuộc đời mình 95% bỏ trống. Phải lấy 95% này tôi có thể đắc quả A-la-hán. Quý vị hiểu không? Do đó mà cái mục tiêu chúng ta đặt ra không phải là bốn quả vị này, mà mục tiêu chúng ta đặt ra chỉ quả vị đầu tiên thôi, là sơ quả thôi, nhập lưu. Để làm chi? Vĩnh viễn không còn đọa trong những nẻo ác, mà chỉ có sanh cõi người và cõi trời thôi. Nếu đắc sơ quả, sanh cõi người và cõi trời. Và nếu không đắc được sơ quả thì mục tiêu chúng ta lập ra là chúng ta đang trên con đường chứng đắc sơ quả, gọi là chánh chi kiến. Như vậy thì ai có thể đắc sơ quả và có thể chánh chi kiến thì chúng ta đạt được cái mục tiêu của cái lớp học mình. Tại vì cái người chánh chi kiến cũng không đọa và sẽ chắc chắn sanh ra ở đâu sẽ đắc sơ quả tại đó. Quý vị hiểu cái này. Như vậy thì Đức Phật dạy thánh đệ tử Phật. Tại sao Đức Phật gọi là thánh đệ tử? Là người này đã là thánh hoặc trước sau gì cũng là thánh nên gọi là thánh đệ tử.
Thánh đệ tử có bốn đôi tám chúng. Nhớ cái từ trong kinh nè, mai mốt mình học kinh á, mình mới biết được cái từ này. Thánh đệ tử á, gồm có bốn đôi tám chúng. Bốn đôi và tám chúng. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì có người chứng được sơ quả và có người đang trên con đường chứng sơ quả. Đang trên đường có nghĩa là tu đúng pháp, đang trên đường chứng sơ quả. Thì là một đôi. Người đang trên con đường tu chứng sơ quả và người đã chứng sơ quả. Người đang trên con đường chứng nhị quả và người đã chứng nhị quả. Người đang trên con đường tu chứng tam quả và người đã chứng tam quả. Người đang trên con đường chứng tứ quả và người đã chứng tứ quả. Như vậy gọi là bốn đôi tám chúng. Như vậy được gọi là thánh đệ tử. Nên cái người chánh chi kiến này cũng được gọi là thánh đệ tử, mà đang trên con đường chứng sơ quả tu đà hoàng. Có hiểu không? Còn sơ quả tu đà hoàng được chứng đắc như thế nào? Được chứng đắc quả gì tu đà hoàng? Thì người đó chỉ cần chánh chi kiến là người đó sẽ chứng được sơ quả tu đà hoàng. Mà chánh chi kiến á, thì nó sẽ đoạn được ba cái hạ phần kiết sử. Đó là thân kiến, nghi, giới, cấm thủ. Thân kiến, nghi, giới, cấm thủ. Người nào đoạn được ba cái hạ phần kiết sử này, cấm thủ, thì người đó chứng được sơ quả tu đà hoàng. Và người chánh chi kiến sẽ đoạn được. Chánh chi kiến sẽ đoạn được. Như vậy người nào là người chánh chi kiến? Là người thực hiện thiền minh sát tuệ một cách thuần thục. Chưa có đoạn được cái gì hết. Chưa đoạn được là tâm tham tâm sân nào hết. Nhưng mà người đó đã vượt qua được cái thân kiến, nghi và giới cấm thủ, thì người này chứng được sơ quả. Nên cái việc chứng sơ quả của người Phật tử mình là trong tầm tay thôi. Tại vì vào thời Đức Phật ngày xưa đó, thấy người già, người trẻ, rồi bà già, ông già, những người gánh phân, những người nô lệ chứng sơ quả, nhị quả, tam quả rất là nhiều. Có nghĩa là họ tu đúng trên con đường chứng cái quả, quả vị như thế này. Nói vậy để chúng ta hình dung ra được cái lớp học như thế này. Và chúng ta bài học đầu tiên mà mình học đó gọi là bài Phật và Phật Pháp. Nghĩa là mình học có 3 phần nha. Thứ nhất á, là chúng ta học Pháp. Thứ hai, chúng ta thực hành Pháp. Thứ ba, chúng ta thiền định. Chúng ta bao giờ cũng 3 phần này xoay quanh hết. Học Pháp. Học Pháp không nghĩa là học kinh, mà kinh là Pháp đó. Mà học Pháp không nghĩa là học kinh. Quý vị hiểu cái này nè. Mà kinh là Pháp đó, tức là những lời Đức Phật dạy, kinh nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta học Pháp là không phải học kinh. Mà học Pháp là rút lại ở trong các cái bài kinh Phật, chúng ta sẽ thấy Pháp vận hành. Học Pháp là gì? Là Pháp vận hành trên thân và tâm mình. Nó vận hành như thế nào? Thì nó vận hành từ phàm phu, nó vận hành sang thánh nhân thế nào? Thì mình biết hết thì đây được gọi là học Pháp. Người nào thuộc Pháp, thuộc lòng Pháp đó và thấy được thì gọi là chánh tri kiến. Hiểu không? Bây giờ ví dụ nè, mình đang ngồi ở đây nè, đang ngồi hiện tại đây nè, trong thân của mình nó diễn ra gì mình biết không? Rồi trong tâm mình đang diễn ra gì mình biết không? Nếu chúng ta không biết trên thân mình nó diễn ra gì, trong tâm mình diễn ra cái gì hết, là người đó không có biết Pháp. Mà chúng ta không thấy trên thân và tâm mình diễn ra cái gì, thì người đó không có chánh tri kiến, tức là đang bị vô minh. Vô minh là những cái hiện hành trên thân và tâm của mình mà mình chả thấy gì cả. Đó chính là vô minh. Vô minh là trạng thái tối tâm của tâm. Nên khi chúng ta dùng thiền tập là tuệ tri về thân và tâm của mình để phát huy cái đèn trí tuệ, sẽ đoạn tận vô minh này nè. Quý hiểu không? Như vậy thì muốn biết được những điều đó thì chúng ta phải vào cái bài học đầu tiên gọi là Đức Phật và Phật Pháp. Con cuốn sách đó, nói Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada. Nhưng mà chúng ta không học theo cuốn sách đó. Sách đó là người ta viết nhiều. Nói về Đức Phật và Phật Pháp lớn lắm, nhiều lắm. Lớn, rộng lớn lắm. Ở đây chúng ta nói Đức Phật. Vì Phật là gì? Đó có gì? Phật là gì? Muốn biết Phật là gì? Thì chúng ta đọc lịch sử Phật không? Không phải. Mà chúng ta học xem như thế nào là Phật. Còn học lịch sử Phật quý học thuộc lòng rồi, nhằm khi thuộc hơn thầy nữa.
bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ có đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ cả quần thần gì đó lạc nghiệp ấu như vậy quy thuộc lỏng chân ơi. Đức Phật sanh ra vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, ngài đi xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, và ngài thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, và ngài nhập niết bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Hết. Quý vị, chúng ta hiểu là Đức Phật như đó là lịch sử của Đức Phật thôi, còn ở đây chúng ta nói là Phật là ai, là chúng ta đang nói tới quá trình tu chứng của Đức Phật. Như thế nào được gọi là Phật, như thế nào được gọi là chúng sanh, nghe không quý vị? Chứ nhầm khi chúng ta không biết như thế nào là chúng sanh, như thế nào là Phật, rồi mình tưởng mình là Phật. Có người lên Tây Ninh đó, có chú kia không chào hỏi thầy, không chào hỏi ai chứ nghe, hỏi sao mà chú không chào hỏi thầy, cũng không chào hỏi ai, không lại Phật. Cũng là Phật, mình là đồng mà, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Đức Phật cũng Phật tánh, mình cũng Phật tánh, ai chào ai, thầy cũng Phật tánh, con Phật tánh, ai chào ai. Quý vị hiểu không? Là quý vị đó không biết thế nào là Phật, thế nào là chúng sanh. Quý vị hiểu không? Người này không biết thế nào là Phật, thế nào là chúng sanh. Do đó mà vị đó mới phát biểu như vậy. Phát biểu là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có Phật tánh hết. Thì ông Phật cũng Phật tánh, mình cũng Phật tánh, ông thầy cũng Phật tánh, vậy ai chào ai, không lẽ Phật tánh này chào Phật tánh kia. Dần dần. Quý vị, đó là tà kiến vậy đó. Như vậy thì chúng ta nói Phật là ai? Thì bắt đầu chúng ta quay về lịch sử của Đức Phật. Đức Phật là Thái tử Siddhartha, phải không? Lớn lên trong cung vàng điện ngọc. Do cái cảm quan của ngài, ngài thấy cái cảnh đau khổ chúng sanh. Mà chúng sanh có ba cái khổ mà đập vào cảm quan của mình đó, là khổ già, khổ bệnh và khổ chết. Nói già bệnh chết chứ nhầm, người ta cũng không có tệ tri được cái khổ già này nữa. Già là gì? Già là sức khỏe suy hao, thoạt nhớ thoạt quên, rồi là mắt mờ, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, vân vân. Cái đó là sự suy hao, là già. Bệnh là gì? Bệnh là một tác nhân ở trên thân của mình làm cho nó hủy hoại các cái bộ phận trong cơ thể của mình, cho đi đến hủy hoại hoàn toàn. Và chết là gì? Chết là suy kiệt, đi đến hủy hoại hoàn toàn của thân thể. Và người ta sẽ khổ trong cái già, khổ trong bệnh, khổ trong cái chết. Tại sao? Tại vì người ta không muốn như vậy. Có ai muốn mình ai dễ dàng già không? Có không? Giơ tay lên. Nếu không muốn già, hãy qua thuốc tây mỹ phẩm xuân liễu mua chát 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 lên là xong hết liền. Như vậy thì không ai muốn mình già, không ai muốn mình bệnh, không ai muốn mình chết. Nhưng nó vẫn già, vẫn bị bệnh, vẫn chết. Có nghĩa là nghịch ý, phải không? Bất như ý. Mà quý vị biết bất như ý là cái gì không? Bất như ý là địa ngục đó. Cõi địa ngục là cõi bất như ý. Vì chúng ta đang sống trên địa ngục của trần gian nè. Mà ông ta không biết. Nên cái người nào mà ngồi mà ngẫm nghĩ biết những cái này thì chúng ta chứng được thánh trí về già, về bệnh, về chết. Đó là trí tuệ đó. Chúng ta học tới cái bài kinh chuyển Pháp Luân, chúng ta sẽ thấy được cái điều này. Và cảm quan của Đức Phật, ngài nhìn thấy được già, bệnh, chết, đau khổ như vậy. Và ngài quyết ra đi tìm một con đường để cứu chúng sanh khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh. Ở trong rừng khổ lâm hạnh đó, thì Đức Phật, ngài mới thấy là cái phương pháp vào thời đó đó, ngài tu theo con đường khổ hạnh. Trước khi ngài tu khổ hạnh đó, ngài đã đi tầm đạo như bao nhiêu người khác, phải tầm thầy không? Tầm thầy học đạo. Nên Bồ Tát lúc đó tầm thầy học đạo và gặp hai ông thầy, ông Út Đầu Lam Phất, ông A Đa Lam, và ông Út Đầu Lam Phất. Hai ông thầy này dạy cho là Thái tử Siddhartha. Một ông thì dạy chứng được từng thiền vô sở hữu xứ định. Xứ định. Một ông thì chứng được, ông Út Đầu Lam Phất thì dạy cho Đức Phật chứng được từng thiền phi phi tưởng xứ định. Phi phi tưởng xứ định. Và Đức Phật hỏi hai cái vị này là trong cái từng thiền định này có thấy được nguyên nhân của già bệnh chết và đoạn diệt của nguyên nhân già bệnh chết này không?
hay là vô đó rồi hưởng được cái tâm an lạc nhẹ nhàng nhưng vẫn phải khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Hai vị này không trả lời được. Nên Đức Phật, Ngài đi tìm con đường để thoát khỏi già, bệnh, chết và thoát khỏi đau khổ của già, bệnh, chết. Thoát khỏi già, bệnh, chết là con đường vô sanh. Con đường mà thoát khỏi khi già, khi bệnh, khi chết mà không có đau khổ á là con đường đoạn tận nguyên nhân của đau khổ. Hai cái khác nhau. Một cái thoát khỏi già, bệnh, chết là tìm con đường vô sanh. Còn một cái đang già, bệnh, chết mà không có đau khổ là tìm nguyên nhân của đau khổ mà đoạn diệt. À, có hiểu chỗ này không? Do đó mà hai cái tầng thiền này không giúp được Thái tử Siddhartha giải quyết được hai cái câu hỏi này. Do đó Thái tử bỏ hai ông thầy ra đi. Ngài ra đi vào rừng Khổ Lâm Hạnh. Ngài ngồi tu ở trong chổng 6 năm trời. Và có 5 anh em Kiều Trần Như tu với Ngài ở trong đó. Và Ngài tu á, theo cái truyền thống của Ấn Độ á, là tu khổ hạnh. À, khổ hạnh tức là sự thực hành đau khổ ép sát. À, ngủ ít, ăn ít, nhầm khi không tắm luôn nữa. Rồi ăn giảm khẩu phần ăn từ 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 cho đến ngày chỉ còn một hột mè thôi. Và Thái tử mới nói rằng á, là khi mà Ngài rờ cái bụng của Ngài đó thì nó dính tới ngoài sau lưng, tức là nó mỏng. Trải 6 năm nên rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn. Và Ngài mới thấy á, là cái các lỗ chân lông nè, Ngài nhổ lên là các lông rụng hết. Do đó mà chư thiên á, mới thấy như vậy đó. Chư thiên mới nói rằng Ngài Siddhartha, Ngài đã nhiều ngày không ăn uống, chất dinh dưỡng đã suy hao suy kiệt rồi. Nếu mà không cứu thì cái vị này sẽ chết. Do đó chư thiên tính lấy cái chất bổ ở trên cõi trời đó đổ vào các lỗ chân lông để cứu Thái tử Siddhartha. Thì lúc đó Thái tử mới nói là các vị không cần ở như vậy, ta sẽ đã suy nghĩ thông rồi. Tức là không ai trước tới bây giờ có thể là khổ hạnh như ta, và cũng có thể từ đây về sau cũng khó có ai khổ hạnh được như ta. Nhưng mà trong cái khổ hạnh này, ta chẳng tìm ra được một cái con đường nào để giải quyết già, giải quyết bệnh, giải quyết chết hết, ngoài cái thân thể tàn lụi, suy hao và tinh thần mệt mỏi. Vì con đường này Thái tử đã kết luận đây là sai. Wrong. Con đường này là sai, không đúng. Con đường này được truyền miệng từ xưa đến bây giờ và cũng chẳng có ai chứng đắc bằng con đường này cả, mà chỉ truyền từ đời này qua đời khác mà thôi. Và Thái tử đã thực hành cái con đường này liên tục như vậy. Và cuối cùng Ngài đã thấy kết luận đó là sai, nên Ngài quyết định Ngài ăn uống quay lại. Thì lúc đó Ngài đi qua cái bờ sông, Ngài tắm. Và quý vị có đọc lịch sử chỗ này không? Ngài bị tuột đường huyết, xỉu. Không ăn tuột đường huyết. Ở đây bác sĩ với là gọi là dược sĩ nhiều lắm à. Không ăn tuột đường huyết. Chứ gì nữa, không ăn có tuột đường huyết, xỉu, kiệt sức. Nên là Ngài xỉu bờ suối này thì có cô một nữ là cô Sujata. Sujata thấy vậy mới lấy một bát sữa dê đó cho Ngài uống. Và cô Sujata này là ở giai cấp Thủ Đà La. Thủ Đà La là giai cấp nô lệ thôi. Thủ Đà La có 4 giai cấp ở tại nước Ấn Độ, giai cấp Thủ Đà La nô lệ. Và cái lực Manu là giai cấp nô lệ, không được gần cái giai cấp cao Bà La Môn hoặc là giai cấp Sắc Đế Lợi. Nếu ai lại gần hoặc là nhìn, lại gần đánh chết, nhìn móc con mắt mà không bị chi cứu lực hành sự. À, nguyên nhiên cái lực nó ghê gớm không? Do đó cái tầng lớp dưới không bao giờ dám lợi gần và không bao giờ dám xúc phạm cái tầng lớp trên cả. Ở đất nước Ấn Độ khủng khiếp như vậy. Cho đến khi mà Thái tử Siddhartha tỉnh lại mới thấy cô Sujata ở thuốc đằng xa lấp ló lên, không có dám lợi gần, sợ phạm luật này nè. Nên Thái tử nói là này Sujata, không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Câu nói này nổi tiếng trên thế giới, rất là nổi tiếng cái câu nói này. Đó là tinh thần gì? Tinh thần xóa bỏ giai cấp. Mà sau đó 2000 năm mới xóa được giai cấp. Chỗ này quý vị xem cái quyển tiểu thuyết Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn, chúng ta sẽ thấy được cái đấu tranh giai cấp này khủng khiếp tới cỡ nào. Và cuối cùng là đã xóa bỏ giai cấp ở trên thế giới. Cấp tiến là xóa bỏ giai cấp. Và cái tư tưởng của Đức Phật này trước đó 2000 năm, hơn 2000 năm. Quý vị thấy là Đức Phật đi trước nhân loại nhiều không?
Cái tư tưởng này là Đức Phật đi trước hơn 2.000 năm là xóa bỏ giai cấp. Nhưng mà bây giờ người ta mới thực hiện đi xóa bỏ giai cấp. Nhất là Mỹ, người da đen lên làm tổng thống đó. Chứ ngày xưa dễ gì có đâu. Mà giờ gì nên đó, nước đó là nước cấp tiến. Nên á, Thế tử ngài mới quyết định là tu theo con đường mới, chứ theo con đường khổ hạnh là không đúng rồi. Do đó mà cái không đúng của ngài có kiểm chứng, có thực hành có kiểm chứng. Và ngài nhớ lại rằng khi ngài còn nhỏ lắm, vào cái buổi hạ điền, buổi hạ điền tức là cái đặt lưỡi cài đầu tiên đó, thì cái ông vua bao giờ cũng ra đặt lưỡi cài đầu tiên cho dân chúng hết. Ấn Độ cũng như ta là cái nền văn minh gì quý vị biết không? Nền văn minh lúa nước. À đúng rồi, nền văn minh lúa nước. Như vậy thì là buổi lễ hạ điền cực kỳ quan trọng trong những nước nông nghiệp. Nên ông vua phải cầm lưỡi cài đầu tiên đi cài. Thì khi cài lưỡi cài đầu tiên đó đó, thì các con côn trùng ở dưới nó bay lên. Thì các con chim ở trên nó ăn con côn trùng. Và con chim lớn nó ăn con chim nhỏ. Và người thợ săn á, rình bắn con chim lớn. Và con cọp đang rình người thợ săn. Thì Thế tử ở đằng xa đó, thấy chúng sanh sống á, ăn thịt lẫn nhau, xây vòng vậy đó, Thế tử thấy không có vui. Nên Thế tử mới ngồi dưới gốc cây. Ngài ngồi dưới gốc cây á. Ngồi dưới gốc cây và ngài thấy cái cảnh đời như vậy á, nên ngài không còn một tâm ham muốn gì ở trên đời này cả. Ngài thấy cõi đời con này ăn thịt con kia ăn thịt con nọ, rồi cuối cùng cũng lại già, cũng lại bệnh, cũng lại chết. Như vậy nên á, Thế tử ngài mới không còn một cái tâm nào mà để ham thích gì của thế gian cả. Nên chính cái chỗ ngài, cái tâm ngài không còn ham thích gì thế gian cả, nên ngài ngồi bất động. Khi ngài ngồi bất động đó, thì cái buổi sáng cái cây thế này nè, ngài ngồi ở đây, ngài ngồi ở đây, thì cái cây cái bóng nắng đây nó che ngài ở đây là mát. Nhưng khi về chiều á, cái bóng nắng đây là nắng, phải không? Như vậy chư thiên thấy vậy đó, chư thiên mới giữ mặt trời ở đây, dùng thần thông á giữ mặt trời lại, không cho cái mặt trời đi qua, đợi cho Thái tử Siddhartha á là xuất cái tầng thiền này ra, thì mới buông mặt trời lặn luôn. Bữa đó con trâu cày muốn chết luôn. Rồi cài từ sáng chiều người ta đợi mặt trời xế bóng. Thường người ta coi mặt trời người ta thả trâu. Vì đâu mặt trời đứng đó hoài, nên trâu cài từ sáng chiều đi sụm luôn. mày cũng không được nữa. Như vậy thì cái lúc này nè, qua rồi thì Thái tử đã quên. Khi á, từ uống cái bát sữa của nàng Sujata đó, ngài đi tìm cái gốc cây để ngài ngồi. Thì ngài mới nhớ lại hồi nhỏ trên cái buổi lễ hạ điền này nè, ngài đã không có một chút tham muốn nào ở trong tâm, và tâm ngài được một cái sự hỷ lạc. Mà hỷ lạc có nghĩa là gì? Là không có khổ. Quý vị hiểu không? Hỷ lạc này tức là không có khổ. Mà ngài đang đi tìm cái gì? Ngài đi tìm con đường diệt khổ. Đúng chưa? Ngài đang đi tìm con đường diệt khổ. Mà bây giờ tâm ngài lại không có khổ. Lúc đó tâm ngài không có khổ. Ngài đang chứng đắc được sơ thiền mà ngài không biết. Nên tâm ngài không có khổ. Mà ngài đi tìm con đường không khổ, mà hiện tại tâm của ngài không khổ nè. Lúc mà đi lễ hạ điền đó, ngài ngồi dưới gốc cây cả 5-6 tiếng đồng hồ, nhưng ngài đâu có miếng đau khổ nào đâu. Mà ngài tìm con đường không đau khổ, mà chính đây là con đường không đau khổ nè. Ở trong tâm ngài, ngài nhớ lại điều đó. À vì ngài là như vậy thì đó chính là một cái con đường để mà đi, tức là con đường không đau khổ. Mà ngài đã chứng được cái con đường không đau khổ đó ở dưới cái cội cây buổi lễ hạ điền rồi, mà tại sao ngài lại bỏ con đường đó? Vậy chính con đường này là con đường chúng ta phải đi tới. Bằng cái con đường này, đó là con đường gì quý vị biết không? Con đường ly dục. Nên chúng ta có ba cái lạc. Con người mình chỉ có ba cái lạc thôi, không có lạc thứ tư đâu. Ba cái lạc là ba cái vui vẻ đó. Lạc do vật chất sanh, lạc phi vật chất sanh, và lạc do đoạn tận tham sân si. Ngài ngồi dưới gốc cây, ngài vô cái lạc này nè, lạc phi vật chất, tức là lạc thiền định. Thiền định có cái lạc, bữa nào quý vị vô một cái đi, quý vị biết. Có cô Phật tử kia ở bên Pháp, ở bên Pháp thì cổ ở nhà có một mình nè, cổ cũng chuyên tâm, cổ ngồi thiền định. Cổ lại, bữa đó cổ vô một cái trạng thái,
mà cái tâm rất là hỷ lạc, tâm rất là an vui, mà hồi nhỏ tới giờ cha sanh mẹ đẻ bảy mấy năm nay cổ không có biết cái sự an lạc đó. Nó vui khủng khiếp lắm. Cổ muốn níu kéo cổ giữ lại cái trạng thái đó, giữ trạng thái đó. Mà không biết cái gì, con cổ về hay ai đập cửa đó tự nhiên xích ra khỏi cái từng lạc đó. Và mấy lần sau đầu cổ đi, cổ hỏi này hỏi kia, cổ khoe người này khoe người kia giết, thì cổ ngồi không lại được nữa. Cổ là ngồi lần sau kiếm lại cái trạng thái đó kiếm cũng không được. Có nghĩa là một cái lúc nào đó cổ vô gần như là sơ thiền nhé, cái lạc nó sẽ sanh ra ở trong tâm mình. Lạc đó gọi là lạc phi vật chất. Còn mình bây giờ đang hưởng lạc vật chất nè, tức là do vật chất mà sanh. Ví dụ như mình ăn cái gì, ăn vật chất phải không? Mình ngửi vật chất phải không? Mình nghe vật chất rung động phải không? Mình sờ trên vật chất phải không? Như vậy thì tất cả cái đó làm cho chúng ta vui, làm ta thỏa mãn, thỏa dục, thì cái đó lạc do vật chất sanh. Mà lạc do vật chất sanh này, đây là nguyên nhân của tất cả đau khổ đó. Chúng ta học tới kinh Tứ Diệu Đế chúng ta sẽ thấy lạc thì nó sanh ra khổ. Bây giờ ví dụ nha, bây giờ ví dụ thôi. À quý vị, à, lạc là vui, là dục đó, thỏa dục đó. Như vậy thì á, mà trong cái dục nó có bốn cái, à, có ái dục nè, rồi hồi nãy chúng ta nói đó, có ái dục, rồi có dâm dục, rồi có cái tham về tài sản, rồi cái tham gì đó, ở trong này có cái tham ái. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta á, là một cái đứa con mình mà nó bệnh hoặc nó chết, mình rất là đau khổ, đúng không? Quý vị ở này có người thân nào mất chưa? Mới thấy cái đau khổ. Nhưng mà cái con ông hàng xóm kế bên đó, nó bệnh nó chết, mình không có khổ miếng nào chứ. Tại sao lại là vậy? Tại vì mình với con mình có cái dây kiết sử, đó gọi là ái kiết sử, là ái dục. Dây này nè, là ái kiết sử, là ái dục. Như vậy thì chính cái dục này nó sẽ sanh ra cái lạc. Và chính cái dục lạc này nó lại là cái khổ. Nếu không có cái dục lạc này thì không có cái khổ đó. Còn có dục lạc này mới có cái khổ đó. Bởi vì hiểu này không? Nên mình với cái con ông hàng xóm không có cái dục này, nên chúng ta không có khổ khi nó bị cái gì kệ nó. Nhưng mà với con mình, chúng ta có cái dục này, nên nó bị đau khổ, nên dục nó là gây ra đau khổ. Nên cái dục của vật chất này nè, một cái vị thánh người ta nhàm chán, ta quán sát riết cái dòng thiền quán này sẽ đi ra cái nhàm chán của vật chất này nè. Nên nói người nào á, mà không muốn bỏ vật chất á, đâu quý vị đừng có học dòng thiền này. Học trước sau cũng bỏ. Thật quý vị đó. Trước sau cũng lột vàng bỏ tủ. Thiệt chứ, đó là thật đó. Trước sau cũng sống mình độc cư. Đâu quý vị. Nhưng mà đó còn lâu lắm, còn dài lắm. Nhằm khi kiếp sau nữa. À, nên đó là nếu mà mình tu rút ráo cái dòng thiền này đó, là người ta sẽ bỏ lần. Tại sao người ta bỏ? Tại người ta thấy mấy cái nó không có ý nghĩa nữa. Mấy đó không làm mình vui nữa, cái khác làm mình vui hơn. Chứ không phải là cái chỗ người ta cuồng tính ta bỏ, là không phải. Mà tuệ tri thấy biết được tự nhiên mình không ham nữa. Giống như thái tử đó, ngài không ham mà rơi vào cái dòng thiền đó vậy đó. Như vậy thì ngài nhớ được cái dòng thiền đó. Bắt đầu á, ngài mới ngồi dưới gốc cây. Cái gốc cây đó là cái gốc cây Tất Bát La. Ở Rạch Ni Liên Thiền. Rạch Ni Liên. Ngồi thiền gọi là Rạch Ni Liên Thiền. Cây Tất Bát La này sao được gọi là cây Bồ Đề. Và ngồi, ngài ngồi thiền định ở dưới gốc cây đó là 49 ngày đêm. Ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm. Cho đến 49 ngày đêm, cho đến khi á, mà sao minh tinh vừa mọc. Ngài đắc quả trong kinh đó đó. Nhưng mà ở trong á, kinh á, thì nói rằng á, là trong canh 1 và canh 2 ngài chứng được túc mạng trí. Ngài chứng được túc mạng trí. Do ngài chứng được túc mạng trí này nên ngài mới thấy được nhiều đời nhiều kiếp của chính bản thân ngài, nhiều đời nhiều kiếp về trước. Túc mạng nghĩa là biết được nhiều đời nhiều kiếp mình sanh ra ở đâu, nên ngài mới biết được là chết rồi không có mất đi, mà nó đi trong sanh tử luân hồi. Ngài thấy ngày trước đó ngài sanh ra ở đâu, làm gì lớn lên, làm nghề gì và chết như thế nào, ai đưa tiễn mình ra tới cái phần mộ. Và kiếp trước đó nữa, ngài sanh ra ở đâu và chết đi như thế nào,
trước đó nữa, một kiếp, hai kiếp, năm mười kiếp, trăm ngàn kiếp, triệu tỷ kiếp, thành kiếp, hoại kiếp, và nhiều A Tăng kỳ kiếp, sanh ra ở đâu, làm như thế nào. Và Ngài thấy được rằng không có cái kiếp khởi đầu. Đây là quan trọng nha. Không có kiếp khởi đầu. Cái bức màn của vũ trụ, bí mật của vũ trụ, không có điểm khởi đầu. Sanh tử luân hồi của chúng sanh không có điểm khởi đầu. Ngài thấy hàng tỷ, hàng triệu, hàng tỷ, tỷ, tỷ triệu về kiếp luôn, không có điểm khởi đầu của bước đường sanh tử luân hồi của chính bản thân Ngài. Và đó là canh 1 nha. Canh 2, Ngài chứng được chúng sanh trí. Nên là túc mạng trí là của Ngài, chứng được chúng sanh trí. Ngài thấy được tất cả các chúng sanh kiếp trước như thế nào, sanh ra đâu làm gì, kiếp trước sanh ra đâu làm gì và chết như thế nào, kiếp trước sanh ra đâu làm gì, kiếp nào, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, nhiều A Tăng kỳ kiếp, và cũng không có điểm khởi đầu. Ngài cũng không có điểm khởi đầu, và chúng sanh cũng không có điểm khởi đầu. Không có khởi đầu. Không khởi đầu gọi là gì? Vô thủy. Vô thủy tức là không có điểm khởi đầu. Và đặc biệt Ngài thấy trên lúc sanh lúc tử đó đó, thì gọi là gì? Là luân hồi đó đó. Một lần sanh và một lần tử đó, nó diễn ra nhiều cái sự kiện trong cuộc đời của chúng sanh đó. Ở đây là sanh nè, ở đây là tử nè, nha. Giữa khoảng này nè là sự kiện nhiều lắm. Mà bi cũng có, hài cũng có, mà bi hài cũng có. Giữa hai lần sanh tử này, ví dụ cho sống 90 năm là chúng 90 năm này, nó là diễn ra ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày, nó diễn ra xoay quanh cuộc đời người này. Bi cũng có, hài cũng có, nhưng mà cái gì nó cũng lặp lặp lại lại. Bữa nay mặt trời mọc, ngày mai mặt trời mọc, ngày mốt mặt trời mọc. Bữa nay sáng thức dậy đánh răng, mai sáng thì thức răng, mốt giấc dậy đánh răng. Bữa nay ăn sáng, mai ăn sáng, mốt ăn sáng, ăn sáng, sáng sáng sáng, tỷ kiếp cũng ăn sáng. Kiếp này có chồng, kiếp sau có chồng, kiếp sau có chồng, chồng chồng tỷ kiếp cũng có chồng. Kiếp này sanh con, sanh con, sanh con, kiếp sau tỷ kiếp cũng sanh con. Rồi đầu á, là tối ngủ, tối ngủ, tối ngủ, tỷ kiếp cũng ngủ. Có nghĩa là chúng sanh luân hồi với hai cái vòng. Cái vòng luân hồi lớn là vòng luân hồi qua cảnh giới. À, vòng luân hồi qua cảnh giới. Cảnh giới này qua cảnh giới kia quay cảnh giới nọ. Giáp một vòng về tới cái đầu tiên gọi là luân hồi. Luân là bánh xe, luân là luân chuyển, luân là luân phiên, hồi là quay lại chỗ cũ. Ví dụ như mình đang ở cõi người, đi đâu không biết, quay lại người là một dòng luân hồi. Cái gì hiểu không? Cái đó gọi là dòng luân hồi. Bây giờ chúng ta đang ở chư thiên, sanh đâu biết, cuối cùng quay lại chư thiên là một dòng luân hồi. Đó là dòng luân hồi lớn. Dòng luân hồi nhỏ, sáng chiều tối, sáng chiều tối, sáng chiều tối, sáng chiều tối là ngày. Hiểu không? Rồi bây giờ á, sáng ra ăn, sáng đánh răng, ăn sáng, rồi đi làm, ngủ trưa, chiều đi làm, về tắm, rồi ăn cơm rồi đánh răng rồi ngủ. Rồi ngày mai y chang, vậy lặp lại là luân hồi đó. Hai lần đánh răng là luân hồi của hai lần đánh răng. Hai lần ngủ là luân hồi của hai lần ngủ. Luân là bánh xe, hồi là, đó là dòng luân hồi nhỏ, hiểu không? Rồi giờ nhỏ hơn nữa, hồi nãy chớp mắt, giờ chớp mắt. Hai lần chớp mắt là một lần luân hồi. Hai lần nghỉ chớp mắt là hai lần luân hồi. Quý vị hiểu không? Một lần cười, hết cười, cười lại luân hồi của cười. Quý vị hiểu không? Còn bây giờ á, tế bào sanh ra, tế bào diệt đi lại sanh ra luân hồi. Hiểu không? Bây giờ mình đang trạng thái tỉnh, nhúc nhích. Rồi tỉnh, tỉnh trước với tỉnh sau là dòng luân hồi, nhúc nhích trước, nhúc nhích sau là một dòng luân hồi. Quý vị hiểu không? Vì luân hồi nó xảy ra trong từng sát na và trong từng sanh tử của chúng sanh. Hiểu vậy mới hiểu luân hồi đó. Chứ không phải luân hồi chết đi nên là chúng ta hiểu một cách gọi là máy móc của luân hồi thôi. Nhưng mà Đức Phật kết luận một điều, con người ta sanh ra rồi chết đi đó, một lần sanh ra và một lần chết đi, đúng là một tập phim. Một tập phim. Và chúng ta có hàng tỷ, hàng vạn, hàng trăm vạn, trăm tỷ cái cuồng phim như thế này. Và phim nào cũng vô cùng hấp dẫn.
mình coi phim giống hệt đây nè, giống hệt gì đó. Và tất cả các cuồng phim đều có khởi đầu và có kết thúc. Khởi đầu là sanh ra đó, nhằm khi khởi đầu sanh ra là môn quan, có nhằm khi khởi đầu sanh ra trong lò gạch của Chí Phèo, à, dần dần. Lúc làm vua, lúc làm quan, lúc á thì làm chủ nợ, lúc á thì làm con nợ, lúc làm vua có lúc làm đầy tớ. Mới vừa làm đầy tớ bị người ta chửi, mở mắt bữa nay ngày mai sanh ra làm thái tử, người ta quỳ rạp rạp rạp. Bữa nay làm vua ra lệnh quân, chém người này chém người kia. Mới nhắm mắt mở mắt ra, sanh ra trong cái gia đình Chu Di Tam Tộc, mới ẵm tay bị chém. Mới hồi mấy bữa trước hả? Mình còn vua mình ra lệnh chém ta, bữa nay người ta ra lệnh chém mình. Quý vị thấy không? Bữa nay á, đẹp chửi người ta, khi dễ người ta xấu. Vừa tắt hơi sanh ra xấu quá, còn hơn cái bà xấu hồi nãy mình chê. Quý vị hiểu không? Quả báo ở trong luân hồi sanh tử nó là như vậy đó. Nên có đẹp đừng có khi, có giàu đừng có khen thường người ta. Chỉ cần tắt hơi quay lại thôi, nó sẽ đổi vị trí liền. Bao lâu vậy? Một sát na thôi. Có người sanh tử ra trong một sát na, tai biến cái sẹt cái một sanh qua con khác liền. Mình chửi ta đồ ngu như trâu, tai biến cái sẹt cái chút xíu, một sát na sao từ trong bụng trong trâu sanh ra liền. Tin không? Nó nhanh như vậy đó. Vậy thì chửi ta để làm gì? Rồi á, là chém giết hận thù người ta để làm cái gì? Quý vị, mà trong một sát na thôi thay đổi rồi luân hồi đó. Và Đức Phật kết luận rằng tất cả các phim cuốn phim này có điểm khởi đầu, đoạn đầu và đoạn kết. Đoạn đầu thì nó có dày có nọ, đoạn đầu thì có lúc vinh quang, có lúc trong lò gạch, có lúc sanh giữa đường sanh lọt, có lúc nằm trong bệnh viện Từ Vũ, có lúc nằm trên bệnh viện Diệt Pháp mà sanh ra. Nhưng mà đoạn cuối cuộc đời ai cũng như ai, quý vị ra đi trong nước mắt và đau khổ. Hồi sanh ra thì có nhiều người ngon lành lắm, có nhiều người cũng mạt hèn lắm, nhưng mà chết đi y như nhau. Phật nói có sai đâu. Khi chết đi y như sao nhau, nước mắt và đau khổ. Ông vua chết cũng nước mắt, ông dân chết cũng nước mắt, ông tiến sĩ chết cũng nước mắt, mà ông không biết chữ nào chết cũng nước mắt. Hoa hậu cũng nước mắt, mà mẫu hậu cũng nước mắt. Chết đi đau khổ và nước mắt. Nên Phật động lòng, Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, quả hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Nên các cái vị mà có cái túc mạng trí, họ nhìn thấy thương chúng sanh ghê lắm. Nói thiệt á, cái dòng luân hồi nó lẫn quẩn. Chúng sanh nó khổ, nó không phải là khổ cái già, cái bệnh, cái chết, mà khổ cái gì? Khổ lây hoay, lẫn quẩn. Quý vị một ngày nào đó chúng ta lạc đường đi, trong rừng đi, đi mãi mãi quanh quanh quẩn 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 quanh quanh quẩn quanh quẩn 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 quanh quanh, sáng tới chiều, chiều sáng cũng có nhiêu đó. Đây luân hồi đó quý vị, luân hồi dục thoát luân hồi khổ. Mình nhìn lại cái đoạn đường của mình đi, bữa nào tới túc mạng trí tự mình nhìn lại thương mình xót xa. Ông Nguyễn Du nói cũng thâm thí lắm chứ không phải chuyện chơi đâu đó. Quý vị nhìn lại trong bước đường luân hồi của mình đó. Nên nếu mình ra ngoài đường mình thấy người ta không có nhà, bởi vì mình rất là tội nghiệp, thầy chỉ mong đi các nhà tình thương, thấy người ta rất là tội nghiệp. Nhưng mà mình thấy cái bước luân hồi của chính mình thấy còn tội nghiệp hơn nữa quý vị. Không nhà, không cửa, đi lang thang, cô độc, cô đơn mình. Bây giờ quý vị có thể sống ở trong một cái gia đình rất đông, anh em, vợ chồng, con cái. Khi tắt hơi rồi, chính phủ, nhà nước hủy hết tất cả các quyền của mình trên thế gian này. Không cho đứng tên nhà, không cho đứng xe, không cho đứng đất. Mới hôm qua với bữa nay thôi là người ta quỷ liền rồi. Vừa chết đi là người ta quỷ liền. Quỷ chứ không phải là quỷ quyền. Hủy đó quý vị, ta hủy quyền, hủy quyền công dân, hủy bỏ. Có phải vậy không?
Như vậy thì nếu mình còn cái tâm y nguyên đó, mình cảm thấy sao? Rất đau khổ khi bị hủy bỏ. Và con cái vợ chồng, bà vợ hủy bỏ quyền của ông chồng luôn, lấy vợ, lấy chồng khác. Con cái hai ba bữa nó quên, ra đi cô độc, một mình lẻ loi. Bởi vì nghe cái bài về miệt thứ của Phương Mỹ Chi hát, về miệt thứ à, cô đơn lẻ loi có một mình. Đó là bước đường sanh tử luân hồi của mình đó. Thiệt tội dễ sợ, đi con mình đó. Giờ nào chồng nào vợ nào cha nào con nào bạn nào bè, rồi uống cụng ly vô, bọn này ra đi sâu lẻ bóng. Sự thật đó quý vị. Nên bây giờ chúng ta nhìn lại mà mình tu, để làm chi? Ra đi cũng mình và tu cũng mình đó, có hiểu không? Nên không gì cả, tuệ tri đi. Đó, thiền minh sắc vậy là tuệ tri. Sẽ thấy. Và Đức Phật, Ngài có túc mạng trí, Ngài nhìn thấy luân hồi khổ như thế này nè, có gì à, của chúng sanh luân hồi khổ này. Và canh 3 với canh 4, canh 3 và canh 4, Ngài chứng được thiên nhãn, thiên nhãn trí. Chứng được thiên nhãn trí, Ngài mới thấy tại sao người ta sanh ra có sự sai biệt. Lúc thì làm chồng, có lúc làm vợ, lúc làm đàn ông, lúc đàn bà. Có lúc thì sanh ra làm châu bò, có lúc sanh ra làm chư thiên, có lúc làm đọa địa ngục, có lúc làm ngã quỷ. Nếu lúc làm người, có lúc lên xe, lúc xuống chó, có lúc xuống tệ hơn chó. Tại sao là như vậy? Tại sao sanh ra trong một cái cục vàng? Có người sanh ra trong cục vàng, sanh ra bọc điều. Nói bọc điều mới nhớ nha, người Việt mình sanh ra bọc điều nha, châm chứng cùng bọc. Trên thế giới không có nước nào sanh bọc điều, có nước Việt sanh bọc điều do đó nước Việt mình làm cỡ nào làm quý vị cũng có ăn. Kinh tế biến động rầm rầm, ta đói, nước Việt mình không đói, không biết sao nữa. Bởi vì mình ngồi mình nghĩ sanh bọc điều. Và quý vị, tiền Việt Kiều gửi về 0.5% quốc dân, nhiêu đây là đủ rồi, đủ xài rồi. Thu nhập 500 kinh tế quốc dân, tiền Việt Kiều đi qua các hạn ngạch của ngân hàng thôi đó, thì nó ra được 500. Như vậy á, 5% này đủ đủ gạo cho kinh tế biến động cỡ nào đi nữa, nước Việt cứng khừ. Hiểu không? Nên tại sao sanh bọc điều, sanh cái bọc điều nguyên bọc, làm chứng đã trong con sanh và nguyên bọc. Như vậy thì tại sao lại sanh ra ở trong nhà giàu sang? Tại sao sanh ra trong lò gạch? Tại sao sanh ra là đủ 6 căn đẹp đẽ như hoa hậu? Tại sao sanh ra tật nguyền? Đức Phật, Ngài nhìn mới thấy có cái thiên nhãn trí, tức là thiên nhãn minh. Ngài nhìn thấy chúng sanh bị chi phối bởi một cái dòng gọi là Kapma. Kapma, dòng này dòng nghiệp. Như vậy chúng sanh bởi chi phối bởi cái dòng nghiệp, mà nghiệp này do tự chúng sanh tạo ở trước đó, gọi là tiền nghiệp. Mà chúng sanh tạo thì tùy loài chúng sanh mà tạo khác nhau, gọi là hành nghiệp. Hành là gì? Là hành động. Ai có hành động gì thì bị nghiệp đó. Con người có 3 cái hành động. Một là hành động trên nhúc nhích của ý, là ý hành. Một hành động nhúc nhích của khẩu là khẩu hành. Một hành động nhúc nhích của thân là thân hành. Nên con người chúng ta bị thân khẩu ý hành tạo thành dòng nghiệp. Và chính dòng nghiệp này dẫn đi sanh tử luân hồi. Như vậy cái miệng còn nói, cái ý còn nghĩ, cái tay còn làm, thì tạo thành nghiệp dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Nghiệp nó có 3 loại: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp thiện có nghĩa là mình làm lợi ích cho chúng sanh. Nghiệp ác là mình làm đau khổ chúng sanh. Và nghiệp không thiện không ác là mình làm không đau khổ mà cũng không lợi ích cho chúng sanh, gọi là nghiệp không thiện không ác. Như vậy thì mình nói rằng cái miệng mình nói thì tạo thành nghiệp, nhưng mà không phải. Cái miệng mình như không, nó không có nói. Cái miệng mình như không, nó không có nói. Nhưng mà có cái người ra lệnh cho nó nói. Có người ra lệnh cho nó nói. Bây giờ ví dụ nè, mình muốn nói cái gì ta? Bây giờ còn suy nghĩ à. Một chút tôi gặp
gặp cái người thương tôi nói cái gì? Romeo gặp Juliet, nói rằng anh yêu em, có dần trắng kia làm chứng. Như vậy trước khi Romeo nói câu đó là Romeo có suy nghĩ chứ không? Có suy nghĩ rồi, nói đó để làm gì? Nói đó để cái mục đích của Romeo là mục đích gì? Muốn chinh phục Juliet phải không? Vậy là mục đích. Cái mục đích muốn chinh phục mà suy nghĩ, từ cái mục đích muốn chinh phục đó suy nghĩ. Vậy suy nghĩ là ý hành. Cái suy nghĩ mình đó gọi là ý hành. Nhưng mà cái suy nghĩ này nó chưa phải là gốc. Còn cái động cơ của ông Romeo này, từ cái động cơ này ta mới suy nghĩ, từ suy nghĩ mới ra lời nói, mà lời nói tạo nghiệp. Hiểu không? Như vậy động cơ bên trong là cái gì? Ông muốn chinh phục Juliet, mà chinh phục Juliet là tham ái. Vậy thì cái ông cuối cùng là trong đây nè, ông tham ái. Cái ông cuối cùng nằm ở trong đáy của tâm hồn á là tham ái. Bây giờ ví dụ như chửi, mày là cái đồ ngu. Ví dụ mình chửi mày là cái đồ ngu, cái miệng mình tạo thành khẩu nghiệp. Mà trước khi chửi câu đó đó, cái ý mình phải suy nghĩ, tao phải lựa cái câu nặng nhất. Tao chửi cho mày vừa khỏi miệng tao cái mày tắt thở liền nè. Hiểu không? Tao đâu có tội. Tao giết mày tao có tội, tao chửi mày mày tự lên máu mà đứt gân chứ tao đâu có tội. Hiểu không? Do đó mình phải suy nghĩ nha. Phải lựa câu nào mà cho nó độc địa, vừa khỏi cửa miệng mình cái là nó cắn lưỡi. Hiểu không? Có gì thấy Khổng Minh không? Khổng Minh á nói một câu một châu du quá đứt gần máu. Quý vị hiểu không? Là nói đấy. Nói một câu một châu du đứt gần máu. Nên châu du nói là trời sanh du sao còn sanh lượng. Quý vị hiểu không? Là ông trời sanh ra ổng mà còn sanh ông kia. Dần dần. Như vậy thì trước đó phải suy nghĩ. Vì cái động cơ. Quý vị hiểu không? Cái đó là cái gì? Cái tâm sân. Từ cái sân này nè, tao muốn cho mày chết. Bắt đầu tao mới suy nghĩ cái lời nói nè, tao mới suy nghĩ cái hành động nè, làm hành động gì nè, phải gặp người tao tát. Vậy thì cái ý nó phải suy nghĩ trước, đúng không? Ý nó suy nghĩ, tao gặp mày tao sẽ tát mày, rồi mới tới hành động tát. Vậy cái ý suy nghĩ, mà cái ý đó cũng vẫn chưa phải là cái ông cốc nữa. Ông sân này mới là cốc. Ông sân mới tới ý suy nghĩ, tới ý suy nghĩ, tới lời nói, tới ý suy nghĩ, tới hành động. Vì thân khẩu ý tạo ra nghiệp. Mà thân khẩu ý này vẫn chưa phải là ông gốc, mà chính là cái ông này nè, chính là cái ông ái nãy nè. Đâu rồi cái ông ái nãy đó? Ông tham ái nè là ông dục nè, ông tham dục nè, cái ông sân này nè, phải không? Như vậy thì nguyên nhân của tạo ra sanh tử luân hồi đau khổ là cái gì? Đức Phật dạy đó là lậu hoặc. Đây lậu hoặc. Và chính đoạn tận cái lậu hoặc này, Đức Phật canh cuối cùng ngài chứng được lậu tận trí. Canh cuối ngài chứng được lậu tận trí, mà ta được gọi là lậu tận thông đó. Quý vị có hiểu lậu tận trí chưa? Lậu tận trí là chứng đắc được cái mà đoạn diệt được nguyên nhân của sanh tử. Nãy giờ ông ta nói nguyên nhân sanh tử nè, mình tính đâu thân khẩu ý mình là nguyên nhân sanh tử tạo nghiệp phải không? Nó chẳng qua là cái ngọn thôi, cái gốc nó chính là lậu hoặc nè. Lậu hoặc có ba ông. Lậu hoặc có ba ông. Ba ông lậu hoặc gọi là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Có ba ông này, nó nằm dưới đáy của tâm thức mình mà mình không hay không biết. Chứa ba hàng giặc này, nhiều đời nhiều kiếp lôi mình đi sanh tử luân hồi. Ông Tiên A Tư Đà rơi giọt nước mắt cũng tại vì không biết ba ông này nè. Tiên A Tư Đà có ngũ thông, nhưng khi ra về rơi nước mắt mà nói rằng buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là ông Tiên A Tư Đà, ông biết rằng Đức Phật sẽ tìm ra được một cái nguyên nhân của sanh tử và đoạn lìa nguyên nhân của sanh tử, mà ông thì không tìm ra được. Và Đức Phật đã tìm ra được. Nên vào canh cuối của ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, là before Christmas, trước công nguyên, canh cuối, Đức Phật chứng được lậu tận trí. Thì trên trái đất này
mới xuất hiện một cái từ gọi là lậu hoặc. Trước đó tất cả kinh điển Vệ Đà, Upanishad chưa bao giờ có cái từ lậu hoặc. Thứ nhất là từ lậu hoặc. Cái thứ hai, nghiệp, chữ nghiệp đã có rồi. Cái chữ nghiệp có trong các kinh kia rồi, nhưng mà cái nghiệp người ta hiểu khác chứ không phải nghiệp như Đức Phật dạy như bây giờ. Nhưng mà nói chung cái chữ nghiệp có trước đó, nhưng mà chữ lậu hoặc là đầu tiên. À, quý vị, trên thế giới này người ta mới biết được cái từ lậu hoặc. Lậu hoặc có ba loại: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Vậy lậu là cái gì? Lậu là rỉ ra. Như vậy lậu hoặc tức là nguyên nhân để sanh nữa. Vậy nguyên nhân để sanh nữa có ba ông ở trong tâm mình á, gọi là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Như vậy bây giờ mình ví dụ nè. Bây giờ take for example nè. À, mình ví dụ nè. Thôi mình vừa học này vừa học tiếng Anh luôn. Kể đi, được học lớp được hai lớp. Trời ơi. Bây giờ ở trên mạng Facebook này nó quảng cáo nha. 3 tháng tiếng Anh lưu lót. Học 30 năm để nói còn cứng mồm. Thiệt á. Thầy học 30 năm qua tới Cambridge apply vô master apply học nổi. Đừng nói 3 tháng anh văn lưu lót rồi nghe ham dễ sợ. Mình vô ai nhà đâu cũng đối thoại vậy thôi. Nói thôi. Thắng anh đang lưu lót biết lót làm sao lưu làm sao. Như vậy thì có một cái lưu. Ở đây gọi là cái lưu đi. Mà không biết tiếng Anh cái lưu là gì nha. Chưa học tới cái lưu. Là tại vì người Anh ta không có xài cái lưu. À, quý vị, cái hộp, cái bottle rồi tôi có, nhưng không thấy cái lưu. À, quý vị. À, bây giờ cái lưu ha. Trong cái lưu này nè, nó for a long time. Nè. Nó lâu lắm rồi. Xưa lắm rồi, cũ lắm rồi. Gọi là lưu cổ. À, lâu bằng cái gì? Lâu bằng luân hồi. Ông luân hồi nè. Nói thiệt đó, cổ vật. Nó xưa nhất. Nó xa nhất, nó xưa nhất. Hỏi xa bằng cái gì? Xa bằng luân hồi. Lâu bằng cái gì? Lâu bằng luân hồi. Đó, quý vị. Từ độ luân hồi tới giờ nó lâu lắm, nó xa lắm rồi. Như vậy thì cái lưu này nó để từ cái độ luân hồi tới bây giờ. Trăm ngàn tỷ 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 năm vậy đó. Lâu không? Cũ không? Bắt đầu để ngoài trời chứ. Để ngoài trời không có gì bảo vệ nó chứ á. Do đó mà đất cát, đất nè, cát nè, nước nè, rồi rong rêu nè, tảo nè, bùn nè, sình nè, lá cây nè, bắt đầu nó rơi vô trong lưu này. Gọi là tù, ao tù á, nó tù. Bắt đầu nó sanh ra các cái con. Sanh ra cái con, các con á, là battery á, con dây trùng nè, dây khuẩn nè, dây con nấm nè, rồi nói chung có con gì sanh ra con đó. Trong cái môi trường này đủ điều kiện để nó sanh ra. Nó trở thành cái lưu nước này nó dơ rồi. Ở ngoài trời mà bao nhiêu cái này nãy giờ cặn bã rồi nè. Rồi nó dơ rồi. Như vậy nước dơ màu gì? À, nước dơ màu đen. À, nước dơ màu đen. Và thường màu đen thơm hay thúi? À, thúi. À, nước dơ á, vừa đen vừa thúi. Tại sao nó đen nó thúi? Là tại vì nó có sinh vật và dây trùng. Hiểu không? Như vậy cái lưu này được gọi là cái tâm mình nè. Cái tâm mình từ độ luân hồi tới bây giờ nè, không có gì bảo vệ hết á. Phóng vật. Phóng vật là không có gì bảo vệ nó hết. Nó muốn làm sao nó làm mà. Nó tự tung tự tác tự gì đó. À, chính cái tâm mình á, nó tự tung tự tác tự làm. À, tất cả các cái. Như vậy thì nhiều đời nhiều kiếp nó lại sanh ra. Nó lại sanh ra các cái tâm nhỏ 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 phía trong tham sân si mạn nghi ác kiến đó. Thì được gọi là hữu lậu. Hữu lậu, hữu lậu là gì? Là những cái có ở trong tâm của mình. Rồi bây giờ á, nước thúi này nè, gọi là dục lậu. Nên đâu có dục là đó dơ. Nên ta thường nói là cấu cái gì, dùng, ta dùng chữ cấu ế đó, là nó dơ à. Đó là dục lậu. Còn mà đen thui là gọi là vô minh lậu. Vô minh lậu. Vậy trong tâm mình có ba ông này. Nó hỗ trợ nhau. Có dục. Có hữu lậu.
có vô minh lậu, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, có ba cái ở trong tâm mình. Như vậy thì nước tại sao nó đen? Có nghĩa là vô minh lậu nhiều là nước nó đen. Nước tại sao đen? Thì nước nó đen nó có hai cái thành phần. Thứ nhất, tại sao nó đen? Là nó có nhiều con vi trùng này trong đó, và nó có nhiều cái mùi thối. Nó càng nhiều cái mùi thối chừng nào, nó càng nhiều vi trùng chừng nào thì nó càng đen. Mà nó lại càng đen chừng nào thì nó lại sanh ra vi trùng và mùi thối nhiều chừng đó. Như vậy thì nó có sự gì? Hổ tương. Hiểu không? Như vậy thì cái thằng vô minh, ba cái này nè, ở đâu á mà có vô minh càng nhiều thì lậu hoặc nó càng nhiều. Ở đâu có lậu hoặc càng nhiều thì vô minh nó càng nhiều. Vậy vô minh là nguyên nhân để sanh ra lậu hoặc, và lậu hoặc là nguyên nhân để sanh ra vô minh. À, có gì không? Như vậy là thì ở trong tâm mình á, nó có chứa ba cái ông này mà mình không hay không biết không gì cả. Nhiều đời nhiều kiếp mà mình không hay không biết. À, nên á, một người tu tập, một người tu tập á, là người ta tìm cho bằng được cái lậu hoặc này nè, mà người ta đoạn. Vì quá trình tìm cái lậu hoặc này gọi là quá trình minh sát. Quý vị hiểu không? Quá trình tìm cái lậu hoặc này gọi là quá trình minh sát. Và quá trình đoạn lậu hoặc này, dạ quý vị, ta gọi là thiền tập. Quá trình tìm cái lậu hoặc gọi là minh sát, quá trình đoạn lậu hoặc này gọi là thiền tập. Như vậy thì minh sát cộng với thiền tập nó có ba cái. Một là học pháp, hai là hành pháp, thứ ba là thiền định để đoạn trừ. Như vậy thì cái gì chứa lậu hoặc? Đây, cái gì chứa lậu hoặc? Lậu hoặc nằm đâu? Cái lậu hoặc nó nằm ở đâu mới được? Như vậy thì cái lậu hoặc nằm đâu? Lậu hoặc nó chính là nằm trong cái tâm của mình. Tâm của mình lậu nằm trong tâm. Lậu hoặc nó nằm ở trong tâm của mình. Mà tâm của mình sở dĩ á, chúng ta có tâm thì là chúng ta phải có thân. Không bao giờ có tâm không đâu, mà nó phải có cái thân. Thân và tâm là có mấy một cái mối dây tương hỗ với nhau, giữa thân và tâm. Do đó mình muốn tìm lậu hoặc thì mình phải rõ thân và tâm. Rõ thân và tâm. Và Đức Phật dạy thân và tâm của con người cấu tạo bởi năm cái nhóm tập hợp, đó là ngũ uẩn. Và từ này đầu tiên trên thế giới có trong đêm mùng 8 tháng 12. Vì đêm mùng 8 tháng 2 xuất hiện, thứ nhất là từ lậu hoặc, thứ hai là từ ngũ uẩn, thứ ba là kama. Mà kama này có sẵn, nhưng mà cái ý nghĩa kama này khác với kama trong hai kinh Vệ Đà Upanishad. Ba cái này. Như vậy thì ngũ uẩn và lậu hoặc là từ đầu tiên thế giới xuất hiện đêm mùng 8 tháng 12. Hai cái từ này. Như vậy thì nếu chúng ta muốn tìm ra được cái lậu này để đoạn tận, mà người đoạn tận lậu hoặc thì đó là Niết Bàn. Đoạn tận lậu hoặc chính là Niết Bàn. Mà Niết Bàn là nơi không còn đau khổ. Vì đoạn tận lậu hoặc là không còn đau khổ. Như vậy lậu hoặc chính là nguyên nhân của đau khổ. Bây giờ hiểu này không? Và lậu hoặc nằm ở đâu? Nằm thân và tâm người, tức là nằm trong ngũ uẩn. Do đó mà cái đầu tiên chúng ta học về pháp là cái bài thứ hai chúng ta học về ngũ uẩn. Nhưng mà bây giờ cúp điện rồi, chắc ngũ uẩn không học được rồi. Quý vị hiểu không? Ngũ uẩn không học được. Lần sau chúng ta sẽ học cái bài ngũ uẩn này. Mà bây giờ cũng không có hướng dẫn thiền được nữa. Đó không quý vị? Bởi vì tùy duyên ha. Cả đời này và những đời sau chúng ta đừng có tách rời cái này. Đây là tập hợp của thế giới nè. Trong thế giới cũng ngũ uẩn, trong thân mình cũng ngũ uẩn, nên con người mình đầy đủ các tập hợp thế giới, nên con người mình là tiểu thế giới. Tiểu thế giới là con người mình đó. Nếu chúng ta biết hết về con người của mình, chúng ta biết hết về thế giới. Nên không cần học cái gì của thế giới hả, mà chỉ học chính mình mà thôi. Biết mình là có đầy đủ thần thông thì sẽ biết được thế giới. Quý vị hiểu này không? Do mình đó là thế giới thu nhỏ, là mình. Nên cái dòng pháp này
là cái dòng pháp mà hiểu về ngũ uẩn nè. Hiểu về ngũ uẩn, xung quanh ngũ uẩn và biến chuyển ngũ uẩn như thế nào. Chúng ta chỉ cần ngồi đây thôi, chúng ta xây lại nhìn ngũ uẩn. Chúng ta đi thôi thấy ngũ uẩn nó đang hoạt động rì rào thế nào. Dưới cái lớp của ngũ uẩn này, à, ngũ uẩn tức là năm cái lớp. Chịu hết nổi chưa? Tiếp chút nữa được phải không? Vậy thì ta học qua khúc đi, khúc để về quán chiếu ngũ uẩn. Chúng ta học cái bài số 2 là bài ngũ uẩn. Ngũ uẩn có nghĩa là gì? Nhớ là bài này phải học ôn lại liên tục và kỹ và có đàm thoại. À, không phải là đàm thoại và có tương tác. Tại vì ngũ uẩn á, là một cái tập hợp của thế giới mà cấu tạo nên con người của mình, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức có chữ uẩn đó nha, sắc uẩn. À, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. À, sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà có chữ uẩn. Thân mình đó, do bốn đại chủng hợp thành là đất, nước, gió, lửa. À, sắc uẩn. Sắc uẩn là cái thân của mình á. Cái gì mà là có cái hình, có tướng mà chúng ta có thể phát hiện ra nó, nhận định ra được nó, thì đó sắc uẩn có cái định nghĩa. Nhưng mà giờ ta không có thời gian, ta không có định nghĩa. Ta biết sắc uẩn là cái thân của mình, cấu tạo bởi tứ đại chủng hợp thành, gọi là tứ đại chủng. Tứ đại chủng hợp thành. Tứ đại chủng là gì? Là đất, là nước, là gió, là lửa. À, đất, nước, gió, lửa gọi là địa, thủy, quả, phong. Bên phong phong thủy là rành chỗ này lắm nè. À, địa, thủy, quả, phong cấu tạo bởi thân mình á. Như vậy thì cái thân mình, cái gì cứng cứng á, gọi là đất. À, tuột xuống luôn á, lấy ghế tuột xuống, tháo xuống. À, cái gì cứng cứng á, gọi là đất. Cái gì có nước á, thì gọi là nước. Ví dụ như máu, mồ hôi, nước mát, nước trong các khớp, nước tiểu, vân vân, thì đó được gọi là nước. Còn gió là hơi thở của mình. Gió là áp lực truyền từ nơi này sang nơi khác, thì đó được gọi là gió. Gió là gì? Gió là dòng chuyển dời, do cái áp sức phải không? Từ áp cao đến áp thấp. Như vậy cơ thể mình á, cái nơi nào áp cao đến áp thấp thì đó được gọi là cái dòng gió nó chuyển, lưu chuyển. Cái dòng gió lưu chuyển trong thân á. Nhưng mà cụ thể là cái áp lực của cái phổi mình nè, ra vô nè. Và áp lực của máu nó cũng là gió đó. Nhưng mà thôi thì mình đừng nghĩ nhiều quá về nó. Mình biết là gió là hơi thở mình ra vô. Rồi bây giờ á, lửa là thân nhiệt. À, như vậy thì cái phần lửa là phần thân nhiệt của mình. Nóng nè là thân nhiệt của mình. Và cuối cùng là phần gì? Đất, nước, và gió, và lửa hết rồi. À, có bốn phần hả? Như vậy thì cơ thể mình cấu tạo đất, nước, gió, lửa. Nếu cái nào mà nó nhiều hoặc nó ít thì là bệnh. Nhiều, ít của tứ đại là bệnh. Ví dụ gió nhiều, thở gấp. Gió ít thì là chụp lồng oxy. Còn đất nhiều, bệnh béo phì. Đất ít, còi xương. Lửa nhiều, sốt. Lửa ít, hàn. Nước nhiều, phù thủng. Nước ít, khô máu. Bệnh hết á. Như vậy là gì? Đất, nước, gió, lửa mà dư hoặc thiếu là bệnh. Nhưng mà mất một là chết. Là chết. Sáng ngủ ra mất gió. Sáng ngủ ra mất gió. Sáng rượu ngủ ra mất lửa. Rồi vô một cái lạnh ngắt. Sáng ngủ ra mất nước. Khô máu rồi còn gì nữa. Quý vị thấy không? Và thiêu lên mất đất. Như vậy thì cháy nhà đó mất đất á. Cháy hồi tiêu luôn. Như vậy đất, nước, gió, lửa mất 1, 2, 3. Mà chỉ cần mất 1 thôi thì là gọi là chết. Mà dư nhiều, dư ít một chút á thì gọi là bệnh. Vì thì đất, nước, gió, lửa phải điều hòa
thì người ta mới khỏe. Đất nước gió lửa không có điều hòa thì người ta không khỏe. Mà đất nước gió lửa này nó muốn tồn tại thì phải nhờ đất nước gió lửa, gọi là đoàn thực. Nó tồn tại là phải có đoàn thực. Chúng ta có bốn loại thức ăn, ở trong pháp giới có bốn loại thức ăn. Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai á là xúc thực, thứ ba là thức thực, thứ tư á là tư niệm thực. Có bốn loại thức ăn. Bốn loại thức ăn này cho sáu cái đại: đất, nước, gió, lửa, không và thức của vũ trụ này. Dầu cảnh giới trời hay tới địa ngục đều phải qua bốn cái loại thức ăn này. Mình ở đây là đoàn thực, là ăn vô từ uống, ăn uống từ cửa miệng là đoàn thực. Như vậy thì mình khi chưa sanh ra chúng ta có sắc quẩn không? Không có. Khi chúng ta chưa sanh ra chúng ta không có sắc quẩn. Chúng ta mượn sắc quẩn của ai? Mượn của cha mẹ, tinh cha, tinh trùng á, của cha, gọi là tinh cha. Huyết mẹ là trứng, đúng không? Tinh cha huyết mẹ cộng lại mới thành ta. Và tinh cha huyết mẹ cộng lại chưa đủ đâu, chúng ta phải có đoàn thực. Ăn vào, ăn cái gì? Ăn tứ đại. Mình cấu tạo bởi gì? Cấu tạo bởi tứ đại. Tứ đại muốn lớn lên phải nhờ tứ đại. Vì rau cũng là tứ đại. Tất cả cái gì mình uống vô cũng là tứ đại, không ngoài đất nước gió lửa đâu. Chúng ta ăn cái thử gì ngoài đất nước gió lửa không? Uống gì ngoài đất nước gió lửa không? Đất là cái cứng cứng, nước á là những cái chất lỏng, gió á là hơi thở đối lưu, còn lửa là thân nhiệt. Như vậy thì những cái xung quanh mình nó có một, có hai, có ba, có cái có bốn. Ví dụ như xung quanh mình con người có bốn, người này với người kia thì người kia có bốn, mình có bốn. Cái thân á, sắc quẩn người kia có bốn, sắc quẩn mình có bốn. Nhưng mà cái thằng này nó không tới bốn đâu. Nó không có nước, nó không có gió. Nếu chúng ta găm điện hồi nó nóng lên thì nó có đất và lửa. Hồi nó mất một cái thì nó còn lại đất, mà nó mất lửa. Dần dần, tức là các cái đại chủng xung quanh ta nó không hoàn thiện như con người của mình. Con người của mình là hoàn thiện nhất, nên con người của mình là cao cấp về sắc quẩn. Vậy không? Con người cao cấp sắc quẩn. Mà cao cấp chừng nào, hoàn thiện chừng nào, dễ hư chừng đó. Nên con người mình vô thường nhiều hơn các cái loại khác. Ví dụ như á, là một cái máy vừa pha cà phê, vừa nướng bánh bông lan, rồi vừa đánh trứng. Cái máy một hà, cái máy đó dễ hư không? Dễ hư không? Chỉ có độc nhất con cái pha cà phê hoặc đánh trứng hoặc nướng bánh thôi, phải không? Mà kết hợp 4-5 cái vừa một cái là dễ hư. Mà kết hợp được nhiều thì cái đó là gọi là hoàn thiện. Làm gì cũng được hết, gọi là hoàn thiện. Mà hoàn thiện càng nhiều thì càng lại dễ hư. Phải không? Chỉ con người mình á, là hoàn thiện. Đất nước gió lửa của sắc quẩn mình hoàn thiện thì nó là rất là dễ hư. Nên nó nằm trong cái vô thường. Mà người ta vô thường thường thôi, còn mình vô quá thường thường. Chỉ chút xíu thôi ngúng cù đèo rồi. Vô bệnh viện thấy, thấy xe cứu thương không? Chạy vô ngày qué qué qué, chạy ra không có qué. Tiêu rồi đâu qué nữa. Còn thở là còn qué, qué đó là hơi thở đó. Thấy cái ambulance á, mà nó càng qué 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 là hơi thở đó. Mà nó không có qué qué tức là nó tắt thở. Nó mới hết qué. Nên cái xe mà chạy hết qué là mình Nam Mô Di Đà Phật cầu giáng sanh. Nhớ không? Như vậy đó thì cái thân mình nó là vô thường. Mà cái sắc quẩn này, quý vị, cấu tạo bởi đất nước gió lửa hợp thành này, nó đẹp hay là xấu? Đẹp xấu là do cái gì quý vị? Nó đẹp xấu là do bên ngoài thôi. Mình nhìn thấy bên ngoài. Mà bên ngoài đây nó có đẹp hoặc xấu là do cái gì? Do nghiệp. Nghiệp sai biệt, nghiệp thiện nhiều nó đẹp, nghiệp ác nhiều nó xấu. Nên nhìn mình xấu biết nghiệp ác đó, nhiều đó. Sắc quẩn của mình xấu, nghiệp ác nhiều. Còn Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nghiệp thiện ngày quá nhiều. Còn ngồi đây ai mà ai đẹp nhiều là thiện nhiều. Từng bộ phận một ở trên chi tiết trên con người mình, mắt hai mí, một mí, mắt sao đó khác nhau hết. Là nghiệp của chúng ta gieo nhiều đời nhiều kiếp khác nhau, nên bây giờ nó hoàn toàn khác nhau hết. Nhưng mà rã nó ra
đất nước gió lửa giống nhau. Nên mình đất nước gió lửa, đây đất nước gió lửa, mình vô thường, đây cũng vô thường. Như vậy mà đất nước gió lửa này yêu đất nước gió lửa này và ghét đất nước gió lửa kia. Đất nước gió lửa kia ghen đất nước gió lửa nọ, quánh đất nước gió lửa nọ và lấy kéo cắt tóc ta. Quý vị hiểu không? Do đó mà chúng ta thấy nếu chúng ta có thiền quán này rồi, đây là quán gì? Quán thân nè, quán thân là quán sắc quẩn nè. Chúng ta quán thân này rồi, quý vị, nên chúng ta hiểu về bản chất của nó. Nó muốn sống được thì có đoàn thực, là đất nước gió lửa này sẽ nhờ đất nước gió lửa bên ngoài nó bơm vào, nó mới nở đất nước gió lửa này lên. Không có đất nước gió lửa ngoài bơm vào, đất nước gió lửa này không lớn lên được. Nhưng mà mình thì già bệnh chết, đất nước gió lửa bên ngoài thì thành trụ hoại không. Giống nhau, cũng già cũng bệnh cũng chết đó, y chang với nhau. Nhưng mà đất nước gió lửa rồi còn cái gì nữa? Mình á thì còn thêm 4 cái nữa. Sắc á thì có 4 cái: đất, nước, gió, lửa. Còn ở trong mình, trong tâm á thì còn có thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành và thức. Nếu chúng sanh nào có thọ, tưởng, hành, thức thì chúng sanh đó được gọi là chúng sanh hiểu tình, hữu tình, hữu hiểu. Đâu mình đọc tiếng Việt mới coi. Hữu, hữu tình, hiểu tình, hữu tình, hữu tình. Chúng sanh hữu tình, hữu là có. Đây chữ hữu đó là có. Nè, chữ hữu nghĩa là có. Như vậy thì chúng sanh này là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình có nghĩa là chúng sanh có thọ, tưởng, hành, thức. Còn chúng sanh là gì? Chúng sanh là có sanh ra và có diệt đi thì được gọi là chúng sanh. Có tạo nên và có mất đi thì được gọi là chúng sanh. Và chúng sanh, có chúng sanh chỉ có sắc quẩn thôi mà không có thọ, tưởng, hành. Nếu chúng sanh có sắc quẩn thôi, không thọ, tưởng, hành, gọi là chúng sanh vô tình. Hiểu không? Chúng sanh vô tình là chúng sanh chỉ có sắc quẩn thôi, là chỉ có tứ đại. Mà tứ đại đôi lúc cũng không đủ tứ đại nữa, không đủ đất nước gió lửa, mà chỉ có đất thôi hoặc là nước thôi. Nước là chỉ có nước thôi, mà nhằm khi nước lại có gió trong đó đó, nước sấy. Rồi nhằm khi nước á mà có lửa trong đó, nước nóng. Vậy gì không? Nước có đất ở trong á, nước dơ. Vậy gì không? Nó tứ đại nó lại vậy đó. Mình hiểu này là tứ đại là chúng ta sẽ phân biệt được tất cả các cái. Như vậy thì chúng sanh là có sanh ra, có diệt đi thì được gọi là chúng sanh. Mà chúng sanh có thọ, tưởng, hành, thức á thì gọi là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh không có thọ, tưởng, hành, thức là chúng sanh vô tình. Như vậy mà có cô Phật tử nói: thầy ơi, thầy, chồng của con vô tình lắm. Có nghĩa là ông này, ông đã chuyển qua từ chúng sanh hữu tình sang chúng sanh vô tình. Ông không còn thọ, tưởng, hành, thức nữa, trai rồi. Thọ, tưởng, hành, thức nữa. Cái thầy nói: không phải đâu cô ơi, chồng của cô không phải là chúng sanh vô tình đâu. Ổng chỉ vô tình có một mình cô mà có tình với cô kia. Hiểu không? Nên không kết luận được là chồng con vô tình. Hiểu chưa? Nên chúng sanh này vẫn còn chúng sanh hữu tình, nhưng mà hữu tình với một cái tứ đại khác. Chứ cái tứ đại này nó dởm quá rồi, nên ta không có xài, ta kiếm cái tứ đại mới. Giờ đó hiểu không? Nếu hiểu chỗ này thì đừng có gọi ổng vô tình nữa nghe. Mà ổng vẫn là hữu tình, nhưng mà hữu với người khác, vô với mình. Hiểu không? Hiểu được vậy là hết khóc đó. Bây giờ tới thọ. Thọ là gì? Là cảm giác của tâm. Tâm có nghĩa là sự cảm thọ của tâm. Bây giờ ví dụ nha. Mình nhìn cái rất là đẹp, nhìn cái rất là xấu, nhìn cái không đẹp không xấu thì có cảm giác gì của cái tâm? Bây giờ nhìn đẹp á, có cảm giác rất là thích, thích, thích. Nên nhầm khi coi phim tới 3-4 giờ sáng đó. Hiểu không? Nhìn đó, nghe đó, khoái. Hấp dẫn là gì? Hấp dẫn là khoái, là sướng đó. Gọi là hấp dẫn. Hiểu không cái gì? Thấy chưa? Hấp dẫn là lôi kéo mình đi. Như vậy thì chúng ta nhìn, chúng ta thấy thích đó, thì cảm giác của tâm thế nào? Cảm giác với tâm á là vui phải không? Vậy là lạc, là cảm giác lạc ở trong tâm. Bây giờ nhìn thấy bực bội à, nhìn thấy là không khoái, không ưa, đó là gì?
cảm giác á, khổ. Thấy không? Bây giờ nhìn vẫn thấy, nhưng mà nó không có phê gì hết. Gọi là cũng là cái cảm giác, mà cảm giác không lạc không khổ. Cảm giác của tâm nha, này là cảm giác của tâm không lạc không khổ. Thì chính cái mà cảm giác vui này, cảm giác buồn này, cảm giác không vui không buồn này, gọi là thọ quẩn, là một tâm của ta. Tâm thọ gọi là thọ quẩn. Rồi bây giờ nha, ngồi đây, ngồi trong chùa mà không thấy Phật, ngồi trong chùa mà thấy hình bóng của ai trần dần ở trong tâm á, gọi là bức tranh trần dần trong tâm. Nên bữa đó đi tới cái chùa kia đi giảng, cái xuống dưới giảng xong ra, giảng xong ra cái có anh cô đó, cô ni mà cũng mới xuất gia, cũng nói thầy ở thầy, thầy thường thường thầy niệm Phật thầy có thấy ai không? Là không, thầy niệm Phật thầy chỉ thấy Phật không hà. Cậu là thầy, thầy con tức muốn chết luôn, con niệm Phật mà con gặp thấy ổng không. Ổng ai vậy? Nói trời ơi thầy, thầy con nói thầy nghe, thầy đừng có nói lại trên bài giảng nghe, con quê con yêu ông kia 12 năm. Bữa đó ổng nói con, anh quyết định cưới vợ. Cái con mới nói là anh cưới, em đợi có anh nói có câu đó thôi, 12 năm nay đợi anh nói câu đó. Như anh nói là anh cưới những người, anh cưới không phải em. Trời ơi con xỉu xỉu không thầy ơi. Rồi tới ngày mà ổng lên xe bông, con vô chùa tới giờ luôn, thành ni luôn. Nên bây giờ mỗi khi lên niệm Phật, mỗi khi là nguyên cái hình ảnh của ổng trong tâm con á, con ghét dữ lắm, con tức dữ lắm, con hận dữ lắm, con muốn đánh bể cái đầu con cho banh ổng luôn. Là mình đánh bể cái đầu ổng vẫn còn nguyên à, chỉ có đầu mình banh thôi à. Con ơi đừng ngu quá gì. Ổng ở trong đầu của mình lấy búa mình đập bể cái đầu mình là bể ổng, hiểu không? Nhưng mà trong đầu mình chỉ là cái hình ảnh của ổng thôi, chứ không phải là ổng. Hình của ổng về tự nhiên xé hình ta cho người kia chết, làm gì có chuyện đó. Quý vị hiểu không? Tự nhiên có một cái bài thơ là gì, làm sao giết được người trong mộng để xóa thù riêng cho duyên kiếp phủ phàng. Nghe bài thơ đó không? Lâu lâu nghe thơ cũng ấm lòng, ấm lòng chiến sĩ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là những cái hình ảnh, tức là cái bức tranh, những hình ảnh là bức tranh, cái picture, những hình ảnh là cái bức tranh, là cái picture nè, nó ở trong tâm của mình, thì cái đó được gọi là tưởng quẩn. Thọ là cảm xúc, rồi tưởng là bức tranh, hình ảnh ở trong tâm mình đó gọi là tưởng quẩn. Thọ có 3 loại, tưởng có 4 loại. Thứ nhất của tưởng tưởng có 4 nha, pháp học thuộc lòng nha, trả bài nha. Thứ nhất là học thuộc lòng, thứ hai là mình mới đưa cái ngoài pháp này vô trong tâm của mình, đưa vô cho chính trên thân tâm của mình, gọi là nhập pháp. Từ nhập pháp chúng ta mới hành pháp, từ hành pháp rồi chúng ta mới minh sát tuệ tri, từ minh sát tuệ tri chúng ta mới có trí về tự thân, từ trí về tự thân chúng ta mới có chánh tri kiến, từ chánh tri kiến mới phá được 3 hạ phần kiết sử, mới đắc được sơ quả tu đà hoàn, hiểu không? Nên mình phải thuộc lòng pháp, không có sai được pháp. Cái dòng pháp này nó sẽ chạy, chúng ta học từng mảng một, học từ mảng 1, 2, 3 ghép làm cái một thành một cái dòng, nó chạy sẽ tránh chi kiến, lúc đó sẽ tránh chi kiến thành một dòng pháp nó chạy. Đừng sợ, từ từ, từng bước một, mà nó xoay quanh cái ngũ quẩn nè. Các pháp nó chạy xoay ngũ quẩn, kể cả tứ thiền ngũ định nó xoay quanh cái ngũ quẩn này, không ngoài ngũ quẩn, nó không xảy ra được. Tại vì ngũ quẩn này là của trời đất rồi, nên không, trong tam giới là cấu tạo bởi ngũ quẩn. Nên tưởng nó có 4 nha. Tưởng thứ nhất là ấn tượng, thứ hai là liên tưởng, thứ ba là ảo tưởng, thứ tư là niệm tưởng. Nhưng nói chung là phim và bức tranh, đoạn phim và bức tranh. Gặp 4 cái này thì phim và bức tranh nó nổi lên trong tâm của mình, là hình ảnh nổi lên trong tâm mình. Thứ nhất là ấn tượng, nhìn người này một cái, bữa trước người này quánh mình nhìn người này một cái hiện lên cái cảnh đánh ngày trước, ấn tượng.
Gặp cô này bữa trước đánh ghen, bữa sau nhìn cổ là thấy nguyên cảnh đánh ghen, ấn tượng. Nhìn người khác thì không có đó, mà nhìn người này có, ấn tượng. Nên người ta có ấn tượng là ta nhớ về nhau mãi hả? Là nhớ hình ảnh đó đó, nó hiện lên hoài. Ấn tượng là gặp cái hiện, gặp hiện, gặp hiện hả? Nên lạng qua lạng lại là nó hiện lên hả? Đó, cái gì đó gọi là ấn tượng. Cái thứ hai nữa là liên tưởng. Liên tưởng là gì? Gặp này nhớ người kia. Dù hai người đi học, bữa nay có người đi học, nhìn mặt người này nhớ tới người kia, là liên tưởng. Hoặc là mình với một sự vụ gì đó, nhớ tới sự vụ đó, nhớ tới mình. Nhớ tới mình, nhớ tới sự vụ đó. Tức là gặp mình thì sẽ nhớ tới sự vụ đó bằng cái hình ảnh nổi lên trong tâm mình. Bữa đó gặp mình ở trong cái đám cưới, bữa sau gặp lại thấy nguyên cái đám cưới bữa trước, thấy không? Như vậy thì cái đó gọi là liên tưởng, từ cái này mà liên tưởng qua khác. Nói chung có hình ảnh nổi lên trong tâm, nhưng mà nguyên nhân để nổi lên thôi. Cái thứ ba nó ảo tưởng. Ảo tưởng vừa đi cao đường thấy khúc cây, hết hồn hết vía xỉu xuống, rắn. Ảo tưởng. Ông kia chạy ngang, chạy xe đạp ngang. Đó, ông có gì ông gặp con ma. Ma mặc nguyên bộ đồ trắng, đi hỏng đất cao nè. Ma không có đầu, cái tai quắt ổng. Mà đêm khoảng chừng đêm 18, 19 á, trăng nó mơ mơ quyền. Mà mưa nó, đêm mưa nó. Ông chạy xe đạp, mắt già sờ sệt, sáu mấy tuổi mắt già sờ sệt, nhìn thấy nguyên con ma, nó mặc nguyên một đồ trắng tươi, nó ngoắt tay ngoắt ông, ngoắt ông nè, trời ơi, nó giơ tay nó ngoắt ông cái thì ông chạy sát bên này, cách nhau có một thước hả, té xuống rồi rầm xỉu, ông chủ nhà đi ra, trời ơi, thấy ông nằm đóng, chở ông đi bệnh viện, giật tóc mai rồi, không có tóc, giật tóc mai, giật tóc mai ông. Rồi ông mới ông chủ nhà hỏi làm sao mày ông xỉu gì? Ma nó nhát, ma nó nhát. Trời, mấy chục năm nay em thấy ma, giờ ma nó nhát mà cái bên luôn. Bây giờ rồi, sợ quá trời sợ. Trời quá sợ. Hỏi ma đâu dẫn tôi về coi này nọ. Lâu ghê quá nhà, trước nè má. Ai nhà đâu. Con gái ông chủ nhà nó phơi cái áo dài trắng. Nó phơi trên hàng rào, nó móc đây nè, gió thổi á, nó phất cái tay lên cái nè. Mà ổng mắt già sờ sệt. Ảo tưởng. Ảo tưởng. Đó là một hình thức của ảo tưởng. Cái thứ hai nữa, ảo tưởng tự mình lập ra. Lập ra ảo tưởng như thế này. Bây giờ ví dụ như á, mình có ông chồng à, mỗi bữa 5 giờ chiều là ông đi về rồi, đi làm về. Bữa nay 8 giờ chưa về, ngồi đó đợi 8 giờ ông chưa về nữa. Bắt đầu nghĩ, thấy ông dẫn xe ra, cái có cô thư ký đi ra, anh ơi anh cho em gian về nha, chở cô thư ký, chở tuốt vô nhà trọ. Bắt đầu nghĩ cái nhà trọ nó xa lắm, nó đèn tối thui. Ảo tưởng, ta nghĩ ra cái tâm gì ảo tưởng ra đó, tâm ghen ảo tưởng ra toàn là những chuyện ghen không, hiểu không? Còn tâm lo sợ ảo tưởng tới tai nạn. Ông chồng đi ra, tự nhiên đi ra ngoài, có thằng kia hai thằng xỉn gụ, nó chạy xe ngang, nó quẹt ổng. Rồi người ta mới chở ông vô bệnh viện. Chở vô bệnh viện bây giờ máu me không, bắt đầu nghĩ vậy đó. Chứ tại sao ông về? Ảo tưởng. Nó có đâu. Mà ngồi đó nghĩ tùm lum la, hồi ông chồng về, rồi thôi hết, mấy dòng ảo tưởng nó mất hết trong tâm. Hiểu không? Nó hình ảnh nó nổi lên vậy đó. Đây không phải là suy nghĩ đâu, mà nguyên cái hình ảnh nó nổi lên. Thì những cái gì mà thuộc về dạng hình ảnh và cuốn phim chạy qua trong tâm thì gọi là tưởng uẩn. Hiểu không? Và cuối cùng là niệm tưởng. Niệm tưởng là nhớ về ai đó. Nhớ về ai đó, gọi là niệm tưởng. Mình ngồi ở đây mình có nhớ ai không? Nhớ ai, ai nhớ bây giờ, nhớ ai, cái này là nặng nhất. Trời ơi, gì đâu mà hồi 14 tuổi hẹn hàng me tới giờ còn nhớ. Mấy bà già lẫn mà chuyện hồi nhỏ nhớ không sót món, tin không? Lẫn mà chuyện hồi nhỏ nhớ. Tại sao? Hồi nhỏ cái nơ rong thần kinh mình còn xịn, nó lưu trong bộ nhớ. Còn già nơ rong thần kinh nó dởm rồi nên nó lưu chập chờn, hiểu không? Còn á, nên những chuyện gì gần đây là già nó luôn nên chập chờn không nhớ, nhưng mà nhớ toàn là chuyện hồi xưa không hả? Với hồi đó mà ông chồng á mà trễ hẹn có một bữa, tới bữa nay nhắc 8 lần vậy đó. 3 giờ sáng ăn chầu mỏm mẻm, 8 mấy tuổi ông nhớ hồi đó không, 12 tuổi ông dụ tôi, ông hẹn tôi dưới hàng me, 3 giờ khuya tôi ra tôi đều lạnh muốn chết luôn, ông không đi, ông là bà nhắc này 800 lần mà nhắc hoài, nhớ như nó nhớ hoài, đó, không nhớ. Niệm tưởng. Niệm tưởng có nghĩa là nhớ.
rồi tưởng lại hình ảnh của cái nhớ này, mình bị cái này nặng nhất nè. Những cái kỷ niệm gì đâu phôi phao, đời nào, kiếp nào rồi, và bây giờ cũng nhớ tới hoài như đó, không có gì, không có phôi phai được. Nên có nhiều người đó, thầy ơi thầy, làm sao thầy tẩy giùm cái bộ nhớ con ấy. Chứ bây giờ con nhớ tới con chịu không có nổi. Nhớ tới mấy cái cảnh mà ông bỏ con đi, con ngủ một mình bên con nhỏ con mới sanh có 3 tháng không theo vợ bé, con nhớ cái cảnh con nằm lửa mà không có cơm ăn. Trời ơi, con hận ổng gì đâu, giờ con cứ nghĩ cái cảnh đó không à. Bây giờ thầy tẩy não giùm con cái cảnh đó thôi, là đem cái não ra đây tẩy giùm cho, chứ biết cái đường nào đâu mà tẩy ở trong não. Đó là gì? Đó là niệm tưởng. Muốn diệt được cái này dễ lắm. Vô cái từng định thứ 5 á, là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định. Diệt thọ hết vui hết buồn. Diệt thọ nè, hết vui hết buồn. Diệt tưởng thì còn có 4 ông này đâu mà nổi lên. Đây từng định thứ 5 là diệt thọ tưởng định nè. Tu Phật phải có lý do hết. Đức Phật mới vô các tầng thiền định, chứ không phải như không mà vô đâu. Đó, quý vị, việc nào không việc nào, tức là việc mấy ông này thì lậu hoặc nó sẽ việc theo như thế nào. Chúng ta sẽ học cái cơ chế của thiền định, chúng ta sẽ thấy được. Rồi vô đó, chúng ta những kinh nghiệm của tự thân từ từ thường sẽ thấy. Về pháp Phật thì giống nhau, nhưng mà về thực hành pháp hoàn toàn khác nhau hết. Kinh nghiệm bản thân mọi người hoàn toàn khác nhau hết, không ai giống ai cả. Đó, quý vị tu đi sẽ thấy. Nên đó, học pháp của Phật giống nhau là trên nguyên tắc. Còn về hành pháp mà nó sanh ra cái gì, mỗi người mỗi khác nhau, không ai giống nhau cả. Cái gì lạ cho nó đó. Nên không ai giống nhau về hành pháp cả. Nhưng mà về học pháp và nhập pháp thì giống nhau. Nhưng khi về hành pháp là kinh nghiệm khác nhau. Về tập quán nghiệp khác nhau. Về chủng tưởng nghiệp khác nhau. Về căn cơ tu hành khác nhau. Về phước khác nhau. Nên nó sẽ có những kết quả khác nhau. Chứ không phải ai cũng giống như ai về quá trình tu tập. Tới đó chúng ta thấy phân hóa, sự phân hóa của nội tâm. Rồi cái thứ 3 là hành này, chữ hành, hành quẩn. Quẩn là một tập hợp, tập chứa. Hành quẩn là gì? Hành quẩn nó cũng có 4 loại. Hành là gì? Cái thứ nhất là những câu nói thầm trong tâm. Cái này giống hệt cái loa mà nó phát liên tục vậy. Hành thứ nhất là nói thầm. Bây giờ ví dụ như mình chút về tôi đi ngang ghé nhà 6 ăn học dịch lộn mà. Không, lịch lộn tôi kêu thêm miếng rau răm. Rồi tôi xin thêm học dịch lộn. Kêu có ăn hộp mà. Mà xin thêm hộp, trả tiền hộp, không biết được không nè. Bắt đầu mình ngồi mình tính nè. Mình ngồi mình tính, đó gọi là hành đó, hành quẩn đó. Được không? Cái thứ nhất là nói thầm. Nói liên tục ở trong tâm mình. Cái thứ hai nữa là tính toán. Tính toán. Ví dụ như chân hội 200 ngàn, kêu 20, đóng 180. Như vậy một tháng mình lời 20. Bây giờ còn lại 10 chân. 10 chân tháng lời 20. 10 chân là 10 tháng lời 200. Đây, ông tính toán nào, hành quẩn nè. Hiểu không? Ông hành quẩn. Rồi cái thứ ba. Cái thứ ba là cái phân biệt. Phân biệt. Ví dụ như cái ông này nè, phân biệt ông này cái mắt ông đẹp hơn cái ông kia nè, mắt này 2 mí nè kiểu Hàn Quốc nè, mắt này 1 mí kiểu Nhật nè, mắt này 3 mí kiểu Việt Nam nè. Bắt đầu là cái kiểu này đẹp hơn kiểu này nè, ông đồng phân biệt nha, ông phân biệt đẹp này, cái này tốt hơn này, này đẹp hơn này, này xịn hơn này, cao hơn này, thấp hơn nè, dần phân biệt nè. Ông hành quẩn cái thứ ba. Rồi, bây giờ cái suy nghĩ. 4 là suy nghĩ. Nghĩ tới cái gì đó, suy nghĩ đó, môi nó ra, đánh giá. Đánh giá nó. Đó hành quẩn. Nói chung hành là gì? Là những cái ý niệm, những suy nghĩ, những lời nói thầm. Những cái tính toán, dự trù này nọ là ổng không đó. Tao trả thù mày nè, bây giờ tao xì cái bánh xe nè ha. Ông hành đó. Mình đang cái đó, mình biết hành đang hoạt động. Hiểu cái này để chi? Để biết đang cái sắc na đó, cái gì đang hoạt động trong tâm mình. Để chi? Để tuệ chi về thân, về tâm. Để chi? Để biết lậu hoặc nằm chỗ nào. Để biết nguyên nhân phiền não nằm chỗ nào. Nó sẽ lội ra được liền.
Nếu chúng ta biết được đâu là thọ, đâu là tưởng, đâu là hành, đâu là thức, hiểu không? Rồi đâu là lậu hoặc, đâu là dục lậu, đâu là hữu đậu, đâu là vô minh lậu, biết rành như vậy rồi thì cái đó gọi là nhận diện, là minh sát. Minh sát đầu tiên là nhận diện. Nhận diện để làm chi? Đó không có gì, nhận diện để làm chi? Để phân nó ra, tức là để trạch pháp. Mình mà có biết trạch pháp không? Trạch pháp có nghĩa là biết rõ thằng này nó khác kia như thế nào, là thằng nào là thằng nào. Không có trạch pháp mình này chủng kia. Mình tính thức là hành, tính hành là tưởng, tưởng là thức. Hiểu không? Mình không biết, mình không biết thì lậu hoặc nó lộn xộn chổng, sao mình biết được mà mình diệt. Hiểu chỗ này không? Do đó tuệ chi và tự thân sẽ chứng được thánh trí. Mình sẽ biết được tất cả các cái này thì lúc đó sẽ tránh chi kiến. Mà tránh chi kiến sanh thì vô minh diệt. Minh sanh vô minh diệt. Mà vô minh diệt cái gì diệt theo? Lậu hoặc diệt. Đây, hồi nãy cái lu nước á. Do vô minh nên sanh ra lậu hoặc, do lậu hoặc sanh ra vô minh, vì vô minh diệt lậu hoặc diệt. Mà vô minh diệt là tránh chi kiến nè. Nên người mà dùng thiền quán không ngồi thiền ngày nào chứng được sơ quả tới tam quả. Còn nếu thiền mà hỗ trợ vô được thì có quá trình chứng nó nhanh hơn. Nhưng nếu không ngồi ngày nào hết, chỉ dùng thiền quán là thôi. Đây đây là thiền quán, đây vẫn là thiền mà là thiền quán, chứ không phải là thiền định. Ngồi là thiền định, còn này là thiền quán. Thiền quán này sẽ được tránh chi kiến đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả. Quý vị hiểu không? Mà nếu chúng ta có ngồi thiền định nữa thì cái quá trình đó nó thúc đẩy nhanh hơn. Nên những người nào không ngồi thiền được, chân đau chân yếu dùng thiền quán cũng đắc quả như thường. Nên ngày xưa Đức Phật thuyết pháp một bài người ta vẫn đắc được sơ quả nhị quả, đâu có ngồi thiền ngày nào đó. Quý vị hiểu không? Tức là người ta quán được cái ngũ uẩn này và biết được cái nguyên nhân, người ta đoạn liền đề nó, minh sanh vô minh diệt thì lậu hoặc nó diệt theo. Những cái gì mà tránh chi kiến nổi lên thì cái gì mà nó sanh ra bởi vô minh á, thì tránh chi kiến này nổi lên nó sẽ diệt diệt. Mà đoạn tận á, thì đắc quả la hán, đoạn chưa tận thì từng cái quả gì mà đắc từ 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 từ. Như vậy đó là hành, quý vị biết là hành chưa? Hành là những suy nghĩ, những lời nói thầm ở trong tâm, mà cái lời nói thầm là mạnh nhất. Cái gì mình cũng nói vậy á, đâu thử coi. Chút về đi ăn bún. Trời ơi trời tối rồi xong biết xuống cầu thang được nữa nè. Nói lầm thầm lám nhảm như bà khùng vậy đó. Cái hành quẩn của mình nó giống hệt như bà khùng sao? Mình thấy tóc tay là lõ xỏ mà nói tối ngày đó là hành quẩn mình á. Hiểu không? Như hành quẩn á là giống như bà khùng vậy, nói tối ngày là ông hành quẩn đó. Còn á, phim mà chiếu tối ngày á là tưởng quẩn á. Phim mà chiếu tối ngày trong tâm á là tưởng quẩn á, hình ảnh. Còn nói lầm thầm hoài trong tâm á là hành quẩn. Hiểu không? Còn cảm xúc vui buồn hờn giận tùm lum chân đó là thọ quẩn đó. Cảm xúc cuối cùng là thức quẩn. Thức quẩn là gì? Thức là rõ biết. Nhớ thức nó chỉ rõ biết thôi nha. Thức nó không có đánh giá đẹp xấu gì đây chứ. Ông hành này nè, ông thức không có đánh giá đẹp xấu. Ông thức chỉ đơn giản là biết. Biết cái gì? Mỗi món biết món, gọi là thức giới. Con mắt biết sắc, lỗ tai biết âm thanh, lỗ mũi biết mùi, cái lưỡi biết vị, cái thân mình biết xúc chạm là cái cảnh vật phía bên ngoài, cái vật gì đó gọi là xúc. Còn cái ý của mình thì biết thọ tưởng hành. Cái ý mình là biết thọ tưởng hành. Ý thức nó biết thọ tưởng hành đang có hình ảnh nào, đang suy nghĩ về cái gì và đang cảm xúc gì thì đó là ý thức. Biết mình đang cảm xúc gì không? Vui buồn hờn giận, đó là ý thức nó biết. Biết mình đang suy nghĩ về cái gì không? Tôi đang suy nghĩ về má tôi nè. Như vậy tôi biết tôi đang suy nghĩ về má tôi, đó là ý thức nó sẽ biết thằng hành nó đang suy nghĩ về má của mình. Hiểu không? Bây giờ tôi đang tưởng tới ai? Tôi đang tưởng tới ba tôi, là hình ảnh ba tôi nổi lên trong tâm. Tôi biết tôi đang tưởng tới hình ảnh ba tôi nổi lên trong tâm, vì thằng ý thức nó sẽ biết tưởng. Vì ý thức là nó rõ biết thọ tưởng và hành, gọi là ý thức. Nhãn thức là rõ biết màu sắc, hình ảnh tròn méo vuông tròn hình thù. Nhĩ thức là biết được âm thanh lớn nhỏ đục trong. Tỷ thức là biết được mùi hương thơm thúi hay nhiều chua chát gì đó, nói chung là mùi thủng thủng gì đó. Còn vị thức, thiệt xin lỗi thiệt thức. Thiệt thức á, là biết được các cái vị trần
đắng cay chua chát ngọt bùi. Thân thức là biết nóng lạnh chơn nhám. Ý thức là biết thọ tưởng hành. Tất cả đó được gọi là thức. Vậy thức là gì? Thức là rõ biết. Cái này là khái niệm. Thức là rõ biết. Nếu ai hiểu lầm là không bao giờ vô được cái tầng định của thức vô biên xứ đâu. Thức vô biên xứ định. Nếu hiểu sai thằng rõ biết này là không vô được tầng định này. Học tới 2-3 năm chúng ta sẽ học tới vô tới tầng định này. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu sai về cái khái niệm này là chúng ta không có tưởng cái tâm để đưa về cái thức vô biên xứ này. Thức là chỉ rõ biết thôi, mà rõ biết đầy ắp không gian vũ trụ thì đó gọi là thức vô biên xứ định. Còn nếu chúng ta nói là thức là phân biệt này nọ đó, làm sao mà phân biệt nổi cái này với cái kia, nhí nhí con dây chùng này con kia, chúng ta sai, đó là hành. Đó là hành quẩn, hiểu không? Như vậy thì chúng ta biết được về ngũ quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và Đức Phật dạy rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ quẩn mình á là nó thay đổi biến dịch. Tức là sắc nó sẽ thay đổi, thọ sẽ thay đổi, cảm xúc lúc này lúc khác chứ đâu phải còn giống nhau đâu. Có lúc suy nghĩ này, lúc suy nghĩ khác chứ. Có lúc có lúc suy nghĩ, có lúc không chứ. Có lúc tưởng, có lúc không chứ. Và có lúc biết, có lúc không chứ. Đúng không? Như vậy thì nó là gì? Nó là thay đổi. Nó luôn luôn thay đổi. Vậy thì ngũ quẩn, cái thứ nhất, cái tính chất của ngũ quẩn. Học hết này chúng ta nghĩ. Thứ nhất, cái tính chất của ngũ quẩn á là nó thay đổi. Do nó thay đổi nên cái hai nó được gọi là vô thường. Cái gì thay đổi là cái đó vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó khổ. Cái gì khổ á thì cái đó vô ngã. Mà cái gì vô ngã á, cái gì mà vô ngã thì mình phải tuệ tri. Tuệ tri ba cái. Không phải tôi, không phải của tôi, và không phải tự ngã của tôi. Tự ngã của tôi. Tuệ tri cái này xong, đi được cái thứ sáu. Ly tham sân si, tức là rời lộ hoặc. Người này sẽ chứng đắc. Do đó cái giá trị của quán ngũ quẩn này sẽ đưa tới đoạn diệt lậu hoặc, chứng đắc, đoạn lìa sanh tử luân hồi và đau khổ. Như vậy thì bây giờ thay đổi biết rồi đó. Thay đổi là nó không phải mãi mãi gì. Nó thay đổi qua cái này, thay đổi qua kia, nó sanh nó diệt liên tục. Rồi thay đổi. Mà thay đổi Đức Phật gọi là vô thường. Mà cái gì vô thường nó là khổ. Tại sao vô thường lại khổ? Tại vì chúng ta chấp thủ quẩn cho nó là mình. Mà cái gì nhớ là chấp là mình nha, thì là chấp thường. Nhớ là chấp là mình. Chấp là giữ chặt á, là mình là chấp thường. Chấp thường là gì? Là nó mãi mãi đó. Chữ thường có nghĩa là mãi mãi. Mà bây giờ nó thay đổi có nghĩa là nó phản bội lại với cái chấp mãi mãi của mình rồi. Bất nhị đau khổ. Hiểu cái vô thường đau khổ chưa? Vô thường nào cũng đau khổ cả. Tại vì tất cả đều ở trong pháp chấp. Có nghĩa là bản ngã. Chấp có nghĩa là bản ngã. Nó là mình là bản ngã. Chấp nó là mình là chấp thường. Mà chấp thường mà bây giờ nó vô thường là nó ngược lại với chấp thường. Mà ngược lại chấp thường thì cái chấp thường này nó đau khổ rồi. Như vậy vô thường là khổ. Mà cái gì khổ nó không có thật tánh. Nó là vô ngã. Vô ngã nghĩa là gì? Cái bông này nó không phải là cái bông mà mình bứt ra hết rồi thì nó từng cánh thôi, ghép lại mới thành bông. Như vậy nó không có cái bông thiệt, mà nó có nhiều cái nhỏ nó góp thành. Mình cũng vậy nè, do nhiều tế bào để hợp thành mình, chứ đâu phải là mình. Do đất nước gió lửa hợp thành mình, rã tan ra rồi cũng không có cái mình thật sự. Do ngũ quẩn đây thành mình, rã tan ngũ quẩn rồi cũng không có mình thật sự. Nên người ta nhìn chánh đẳng chánh giác á, là ngũ quẩn này với ngũ quẩn kia không có gì khác nhau cả. Chỉ có khác nhau cái gì? Khác nhau cái nghiệp mà thôi. Hiểu không? Do đó đoạn nghiệp. Mà nghiệp cái gì sanh? Nghiệp thân khẩu ý sanh. Mà tại sao thân khẩu ý sanh? Là tại vì lậu hoặc. Chỉ đoạn lậu hoặc và vô minh thì đoạn nghiệp. Mà đoạn nghiệp chấm dứt sanh tử luân hồi. Hiểu không? Cái quá trình nó như vậy đó. Nói là một quá trình, nhưng mà mình sẽ học những cái gì diễn tiến ra từng cái. Bây giờ chúng ta học rất là rành, rất là rõ về ngũ quẩn. Rõ như lòng bàn tay. Nhìn nó thấy như trước mặt, thấy như nó là mình. Thì lúc đó chúng ta mới nhập được pháp này.
Giờ mình đứng lại mình nhìn, có cái gì ở trong tâm mình không? Nếu có hình ảnh thì biết đó là tưởng quẩn đang hoạt động. Nếu biết về những suy nghĩ, biết về tính toán, biết nói thầm, đó là hành đang hoạt động. Có cảm xúc vui buồn hờn giận ở trong này á, thì đó là thọ đang hoạt động. Mà thọ hoạt động là thọ gì? Từ từ chúng ta sẽ học tới, nó nhiều cái lắm. Thọ do cái gì mà sanh nữa, dần dần. Như vậy thì chúng ta biết được vậy rồi á, nó là vô ngã, là nó không có thực tướng nó. Mà đã là vô ngã rồi thì nó đâu phải là mình. Nên nó không phải là tôi, nó không phải là của tôi, nó không phải là tự ngã của tôi. Do biết được ba thằng này thì sanh lão bệnh tử là gì đâu. Già bệnh chết, thằng ngũ quẩn nó già bệnh chết chứ mình có là già bệnh chết đâu, nó phải là của tôi đâu. Nó phải tôi, nó phải của tôi. Nên nó đau, nó già, nó bệnh chết, tùy nó thôi. Nó chẳng qua là người bạn của mình thôi. Nhưng mà mình phải nuôi nó, mình dưỡng nó để làm chi? Để thực hiện phạm hạnh. Tức là thực hiện con đường tu tập đó. Nên từ đây về sau, mình nuôi thân này, mình ngủ cho nó, mình cho nó ăn, để dung dưỡng nó, để nuôi nó cho nó khỏe, để chi? Để mượn nó mà thực hiện phạm hạnh. Có nó mới thành thánh được, không có nó không thành thánh được, cô hồn không tu thành thánh được. Hiểu không? Do đó mình cũng phải nuôi nó, phải ăn nó, phải dưỡng nó, nhưng không phải tham đắm, mà là nuôi dưỡng nó cho tốt, để mượn nó mà thực hiện làm phạm hạnh, để làm thánh mà thôi. Như vậy thì mình sẽ rời khỏi các lậu hoặc này. Bây giờ mình học cái về ngũ quẩn nó là như vậy. Nhưng về sau, các bài sau thì sẽ chỉ quý vị thêm các phần thiền định từ từ. Nói chung là bữa nay mình học hai bài, Đức Phật và Phật Pháp. Thứ hai là người ta học về ngũ quẩn. Nha, là người ta kết thúc hai bài này. Chúng ta phải biết là Đức Phật ngài đắc đạo như thế nào. Nha, sau này mình học lại cái bài này là một bài tới tứ diệu đế, là chúng ta học bài về Đức Phật khác. Rồi sau này chúng ta sẽ học về ngũ quẩn hoài lợi một lần nữa, là chúng ta học về các cái mà nó nguyên nhân để hình thành nên cái ngũ quẩn này, và nguyên nhân đoạn diệt cái ngũ quẩn này, và cái ngọt ngào nguy hiểm ngũ quẩn và xuất ly của ngũ quẩn, chúng ta học tới đó. Nên chúng ta học về ngũ quẩn. Ngũ quẩn, cái bài học nè, ngũ quẩn nè, rồi tứ đại nè, rồi học tới sáu căn nè, sáu trần nè, rồi sáu thức nè, rồi sáu xúc nè, rồi tới sáu thọ nè, rồi sáu tưởng nè, sáu hành nè, rồi tức là rồi sáu sáu tầm nè, sáu hành là sáu tư đó, sáu tầm nè, sáu tứ nè, sáu ái nè, rồi là tứ thiền nè, rồi ngũ định nè. Rồi học về là khổ quẩn nè, rồi học về tam pháp ấn nè, rồi học về tứ diệu lưu phần nè, rồi học về sa môn quả nè. Đó, bài học của bệnh đây. Nếu ai mà ghép lại hết tất cả các này lại chạy thành dòng pháp thì ngỡ được rửa chánh chi kiến. Mà nó chạy từ đâu? Còn nữa chứ. Còn là nhân duyên nữa. 12 nhân duyên. Rồi 27 nhân duyên. Rồi học 44 pháp, 77 pháp. 77 pháp. Học tất cả này là trời đất vũ trụ con người nó xây dần ra từ ngũ quẩn này sanh ra và từ ngũ quẩn này diệt đi. Đừng có sợ. Nó nằm ở trên mình. Nói học chứ thật ra mình nhận diện nó, mình phát hiện nó thôi. Chứ không học hành gì đây chứ. Nói học mà không phải là học. Chỉ nhận diện ra thấy rõ nó và thấy nó đang chạy như thế nào. Mắt nhìn cái bắt đầu nó chạy, ngũ quẩn nó chạy vòng vòng vòng, thọ tưởng thức nó chạy vòng vòng vòng, lậu hoặc nó sanh ra, rồi ra cái lời nói mình nói. Mình nói là biết ông nào đang, nó kêu mình nói. Và cái ông nào trong bát chánh đạo, tức là diệt nó là bát chánh đạo, là thánh đạo. Giờ một chút về lấy xe sao này nọ đó, nó đang hành, nó đang hoạt động. Rồi có những cái hình ảnh nào trong tâm không? Thì đó là tưởng đang hoạt động. Rồi bây giờ mình đang rõ biết những cái gì xung quanh. Đây là rõ biết cái tấm bảng này, rõ biết này là thức đang hoạt động nè. Nếu không có thức là đâu có biết cái gì đây đâu. Hiểu không? Như vậy thì một lúc một ngũ quẩn nó đang vận hành như thế nào mình biết được. Để sau đó mình học tiếp cái lớp thứ hai là dưới cái lớp của ngũ quẩn đó là cái gì nữa, là lậu hoặc nó như thế nào. Hiểu không? Mình phải biết cái lớp này mới moi được cái lớp kia, biết được lớp kia mới tới lớp nọ, mới tới lớp nọ. Nên nhà Phật không có tu tắc. Đừng sốc nha. Các cái lớp layer nè, phải bươi cái lớp này lên mới tới lớp dưới. Bươi lớp này lên mới tới lớp dưới. Bươi lớp này lên mới tới lớp dưới. Nên có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Không bao giờ đi vô nhập tứ thiền liền. Nhập tứ thiền liền gọi là vô minh thiền. Tại vì chúng ta chưa có tuệ tri được nó nên là vô minh. Mà vô minh thì lậu hoặc nó ẩn trong vô minh.
hiểu không? Là không bao giờ thoát sanh tử luân hồi. Nếu nên á, là Đức Phật được hai ông thầy dạy hai tầng thiền, vô sở hữu xứ và phi tưởng tưởng xứ, nhưng đâu đắc, tại vì chưa tại chi, chưa mở được từng lớp mà nhảy vô thẳng cái lớp này luôn, là người ta an ổn trong đó luôn, người ta không biết gì hết, an ổn trong vô minh. Mà vô minh thì là quặn núp, hiểu không? Do đó mà một người cũng vào được tầng thiền định này, con Phật cũng vào tầng thiền định này, nhưng con Phật do tuệ chi được tự thân, hướng tâm đến đoạn diệt sanh tử luân hồi nên gọi là chánh định, còn ngoại đạo thì gọi là tà định, cũng tầng thiền định này. Hiểu cái này không? Hai cái khác nhau. Nên tuệ chi vào tự thân, tuệ chi từ ngũ quẩn là cái gốc nó, rồi tuệ chi từ dài 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 ra thuộc lòng, rồi gáp từ từ những mối 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 vô trong cái bánh xe này. À, như vậy gọi là chúng ta học pháp, mà học pháp gọi là thánh đa văn đệ tử. Nên á, mình gắng học sao để mình trở thành thánh đa văn đệ tử, chứ đừng có gọi là vô văn phàm phu. Vô văn phàm phu là không có học rộng nghe nhiều nên không có biết pháp. Còn mình là thánh đa văn đệ tử nè, bắt đầu học từ đây đi ha. Học từ ngũ quẩn đi, rồi thầy sẽ tháo từ từ à, cho quý thầy thấy cái này. Đây là con đường làm thánh, nên nó khó lắm. Nó khó đó, cảnh báo trước là nó khó. Người nào tuệ chi liên tục thì nó sáng rỡ thấy hết, mà sáng rỡ gọi là trí tuệ, thánh trí. Còn người nào không thấy, không biết ngũ quẩn đang hoạt động thì người đó được gọi là phàm phu. Như vậy Phật là gì? Phật là đoạn diệt được tham sân si lậu hoặc, còn phàm phu là còn nguyên tham sân si và lậu hoặc. Vậy thì mình, ông này có lại ông kia không? Có bái lại, có thi lễ không? Đó là tại vì mình còn đóng tham sân si, ngày hết rồi, nên ngày tẩy sạch tham si, ngày là thanh tịnh hoàn toàn, bạch tỉnh thức. Còn mình á, là còn một đống luôn, sanh tử luân hồi, sầu thương quán giận. Nhưng mà sao mình ngang được? Sao nói ngang Phật? Nói tầm bậy, không có học pháp. Ông đó nói cái biết ổng mà không học pháp, gọi là vô văn phàm phu. Nên cái người nào nói đúng pháp mình biết liền. Quý vị học đi, người nào nói sai pháp biết liền, người nào nói đúng pháp biết liền. À, nói gọi là minh sắc tệ, chứ người ta gọi là minh sắc tệ, chứ còn sao được gọi là minh sắc tệ. Mình tính ra là mình đắc đạo trên trời dưới đất. Không, trên thân này nè, không có trên trời dưới đất nào cả, chính thân này nè, đắc trên thân này nè. Ai tìm một cái nơi nào mà trên trời dưới đất để mà đắc, người đó không có học pháp và không có liễu tri về pháp, không có tuệ tri về pháp, nên người đó sẽ không đắc được pháp. Đắc được pháp chính trên thân và tâm của mình thôi. Khi học đi, hiểu đi, biết đi, quán chiếu đi, thực hành đi, rồi chúng ta mới thấy cái niềm vui nó sẽ sanh ra từ ở trong đó. Nghe không? Cái vui nó sanh ra, nên người ta ham học lắm. Mà cái người đó là cái người mà người ta muốn đi tới cái giải thoát giác ngộ. Còn người tu mà để cầu phước báo thôi thì đừng học lớp này. Học chịu nổi đâu. Nha, học vô rồi chịu nổi. Còn á, thực ra không cần nhớ nhiều, nhưng ban đầu học phải nhớ. Nhưng tới chừng thuộc rồi không cần nhớ nữa. Thuộc rồi tại vì mình tuệ chi nó ra, nó thấy, nó biết như vậy rồi. Đâu cần nhớ, nhìn vô thấy cần gì nhớ. Tôi nhìn cái bàn này đâu cần nhớ cái bàn, tôi nhìn tôi thấy cái bàn rồi cần gì nhớ cái bàn. Có nghĩa là nhìn vô thấy ngũ quẩn rồi là lúc đó không cần nhớ nữa. Nhưng mà bây giờ phải về học cho nó nhớ, từ ngữ cho nhớ. Nhưng mà khi mà mình đã thấy biết nó rồi không cần nhớ gì hết. Nhìn là thấy à, không cần nhớ gì hết. Nhìn là thấy à, tại nhìn vô một cái thấy nó à, vì nó đâu nhớ. Còn bây giờ mình không thấy nó nên mình nhớ để cho mình hình dung ra nó mà mình tìm được nó. Còn mình đã tìm được nó rồi không cần nhớ gì cả. Nói một cái bực ra liền, Nên tại sao các vị tổ nói một cái trả lời liền, suy nghĩ chút qua hành này là tống ra cửa liền. Bách tổ bách trưởng á, hỏi một cái trả lời được liền, tức là người ta đã kiến tánh. Nên tánh nó nằm, mình là tánh rồi. Nên lúc đó nói một cái ta trả lời được liền. Còn ông nào nói ừ, đập gậy gọi là bách trượng á, trượng là cái đánh, đập gậy văng ra cửa. Anh qua hành qua thức rồi là anh qua vũ minh này thì làm sao được mà thánh đây đây. Nên nói cái phản ứng được liền ngay, mà không phải thuộc lòng phản ứng đâu, mà thấy biết nó mới phản ứng kịp. Chứ thuộc lòng là nó phải qua cái tri thức của bộ nhớ qua tưởng, qua tưởng qua hành rồi mới trả lời được. Nhưng mà này không qua tưởng không qua hành là thấy biết, là rõ biết, không qua tưởng không qua hành luôn. Như vậy cái đó mình đã thấy tánh rồi đó, nên thấy tánh không phải cần qua cái này. Còn mình bao giờ người ta nói mình phải suy nghĩ, mà muốn suy nghĩ thì phải có tưởng. Tưởng khởi lên mới tới hành, đừng có làm ngược lại nha. Tưởng mới tới hành, tưởng khởi rồi thì hành mới hoạt động, chứ không phải hành hoạt động rồi có tưởng. Đức Phật nói rõ trong kinh luôn. Nên là khi người ta nói lên tưởng mới hành. Nên mình phải qua mấy cái sắc na rồi mình mới tới cái trả lời. Còn mà ta trắc nghiệm về đạo mà có chứng đạo không đó, ta trắc nghiệm vừa ra là trả lời liền, vừa ra là trả lời liền, tại vì mình là nó rồi, hiểu không?
Thôi chúng ta kết thúc ở đây đi. Tại cũng rất là xin lỗi quý vị là tại vì điện nó cúp. Nên là bữa nay chúng ta khai giảng nhưng mà chưa có trọn vẹn. Nhưng mà mình học vậy là cũng trọn vẹn một cái bài. Nãy giờ mình học đường tiếng không? Mấy? 2 tiếng rưỡi luôn hả? Chà, mình học cũng siêng năng, ngon lành dữ ha.